Vâng ạ, đúng Đài ạ. Phòng. Vâng. Rồi. Xem báo cáo tài chính năm nào. Năm ngoái và năm nay đi ạ, quý một năm nay đi ạ. Rồi, quý 1 năm nay. Vâng. Rồi, muốn hỏi gì? Em muốn hỏi về cái Con trên này cái là làm lĩnh vực gì đây? bất động sản thì ạ. Rồi, hỏi đi. Phan Em Phan à, trước khi hỏi thì ví dụ em hỏi về bảng cân đối kế toán rồi hỏi gì một cái nào đó thôi, tại vì mình còn học. Hiểu vâng không? ạ. vâng Ví dụ vâng như vâng mình đang học bảng đối toán hay kết quả kinh doanh, mình hỏi hai đó thôi. vâng vâng ạ. Vâng, em chỉ hỏi trên cái Rồi. bản bản Hỏi đi. bảng cân đối ạ. Ừ, hỏi đi chỗ nào. Em thấy ở dưới cái phần mà ở trên nguồn vốn đấy. Mã bao nhiêu? Tài sản. Em thấy cái phần bất động sản đầu tư ấy, thì có thể kéo kéo xuống hộ em. Tại lúc lúc trước thì em xem trên trực tiếp trên web thôi, trên trên cái trang cà phê app đấy thôi, chứ em không xem vào cái bản chi tiết bản này. Thì em thấy đây, thầy cho em một giây để em mở cái. Nó đâu có rồi, có xã đầu tư nó đâu có Rồi lát nữa em xem sau vậy, em sẽ hỏi cụ thể sau. Bây giờ thầy cứ dạy theo cái bài của thầy đã. đâu. Ok. Vâng. Rồi. Như vậy bây giờ trên kết quả kinh doanh đây nè, Vâng. là em phải thấy được là cái đây gọi là hiệu quả kinh doanh. Vâng. Thì hiệu quả kinh doanh muốn biết công ty này nó có tăng trưởng hay không thì so sánh năm nay với năm trước, đúng không? Vâng, Doanh thu đúng ạ. tăng, lợi nhuận tăng, và lợi nhuận nó đến từ hoạt động chính, tức là nó đến từ cái mã 01 này nè, là Rồi ok. ạ. Còn mà Vâng. lợi nhuận nó đến từ doanh thu tài chính, Thì là không ok. Vâng. không, doanh thu tài chính vẫn ok, trừ khi cái đó Nó nó quá lớn. là không phải, trừ khi cái đó nó đến từ cái dòng tiền tiết kiệm, À vâng. chứ còn nó đến từ lãi cho vay là không ok. Giống Vâng như vâng. FLC là đừng Vâng. có gian lận ở đó. Nói Vâng chung là vâng. cứ là cho vay là thấy là mệt rồi, Vâng. không có ai mà ra kinh doanh mà đi cho vay, hiểu chưa? Vâng. Phải đầu tư hoạt động chính chứ. Còn anh cho vay thì Vâng, đúng ạ. anh mở công ty cho vay Đúng rồi. đi. Hiểu không? Nó Rồi buồn lắm. ạ. Vâng. Rồi, như vậy là kết quả kinh doanh đó là em phải xem là cái lợi nhuận cái mã 60 này nó đến từ cái mã 01 đây là ok. Đó, nó Vâng. tăng đều hàng năm. Được không? Vâng, em hiểu, cái Nó này em hiểu. tăng, doanh thu tăng nhưng mà lãi gộp nó phải giữ y nguyên hoặc nó tăng chứ không được sụt giảm, nếu sụt giảm cũng là một có dấu hiệu. Tức là Khoan. doanh thu tăng Lãi gộp thì cũng phải tăng. Vâng. lãi gộp tăng là đúng rồi, nhưng mà tỷ lệ lãi gộp á À vâng, nó phải giữ đều vâng. hoặc là đi lên, còn nó đi xuống là có vấn đề. Vâng. Nhưng mà em là đang đi xuống đấy. Đi xuống là Hôm có vấn qua. đề, Vâng, hôm qua phân tích. đi xuống là có vấn đề. Vì sao có vấn đề? Thứ nhất, Vì như hôm qua thầy phân tích cái bài này của nhà em, đó là do nhà em giảm giá đấy. Mà giảm giá không ừ. giảm giá thì đây là giảm giá bán chứ không phải là giảm giá thành. Đúng rồi, Thì nó không ổn là ở chỗ đấy. đi xuống thứ nhất là nó do đối thủ nhiều quá nên anh chị giảm giá bán xuống, đó Vâng. là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là nếu mà nó đi xuống với lý do là do thị trường là không kiểm soát được đầu vào chẳng hạn, Vâng. tức 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 là cái đầu vào của mình á là cái tỷ lệ lãi gộp nó giảm xuống là do 621, 622, 627. Có nghĩa giá thành nó được cấu tạo từ 621, 622, 627 đúng không? Vâng đúng ạ. Nhưng mà do cái nguyên liệu đầu vào á là nó biến động theo vĩ mô, tức là biến động theo thị trường, Vâng. nên là mất kiểm soát ở chỗ đó. Hiểu không? Tức là Được. công ty không chủ động được đầu vào là sẽ cải tiến cái đầu vào đó thì công ty mới bền vững được. Ví dụ Vinamilk tại sao nó đầu tư nhà máy nhiều?
Tại sao nó phải nhập bò nhiều? Tại sao? Tại vì nó bởi muốn vì chủ động nguyên liệu, chủ động trong cái giá vốn. Đúng rồi. Tại sao nó tạo thành một hệ sinh thái là mua nhà máy đường luôn đó? Vâng, để nó kiểm Hòa soát Phát. Cái... Vâng. Đúng rồi. Hòa Phát tại sao nó lại đi mua quặng sắt? Tức là nó không cần phải nhập khẩu nữa mà nó tự động chủ động khai được. Khai thác. Tại vì muốn làm ra thép là phải có quặng sắt và than cốc, hiểu không? Rồi ạ, rồi. Như vậy em muốn mà, cái mà lãi gộp đó đó, đây cái lãi gộp em thấy màn hình đúng không? Vâng ạ, em thấy. Đây lãi gộp này là nguyên tắc là nó bằng á là giá bán trừ cho giá gì? Giá mua. Đúng rồi, là giá thành. Vâng, giá thành, ok ạ. Tức là mình đang tính trên một đơn vị sản phẩm á. Vâng. Còn nếu mà mình tính nhiều đơn vị sản phẩm thì nó tính là doanh thu trừ cho giá gì? Giá vốn. Giá vốn. Rồi hiểu chưa? Rồi ạ. Đây gọi là lãi gộp. Thì tỷ lệ lãi gộp á là nó bằng cái gì? Tỷ lệ lãi gộp thì bằng bằng tổng lãi trên tổng doanh thu. Đúng rồi, nó bằng lãi gộp chia cho doanh thu ạ. Đúng rồi, nó bằng lãi gộp chia doanh thu. Là nó bằng lãi gộp chia cho doanh thu. Bằng lãi gộp chia cho doanh thu thuần. Doanh thu mà đã giảm trừ rồi đó. Rồi. Cái ông này nè mà nó có xu hướng là đi lên là ok. Vâng. Tức là nó bình bình như thế này và nó đi lên là ok. Rồi. Rồi. Là công ty đó quá tuyệt vời. Còn nếu mà doanh thu tăng, nếu mà doanh thu tăng nhưng mà cái ông này ổng đi, ổng đi xuống là mình phải phân có tích vấn đề. Mình phải phân tích vì tại sao? Tại sao? Nguyên nhân tại sao? Đúng rồi, cái đó là cái quan trọng. Vậy cái tỷ lệ lãi gộp này là nó quyết định cái lợi thế của công ty đó em. Vâng. Thề luôn. Ví dụ như là Vinamilk, cái tỷ lệ lãi gộp của nó rất là khủng. Hôm bữa tôi cho em xem rồi. Vâng ạ. Vinamilk năm 2016 bao nhiêu? Đây, hôm bữa cho em xem là 47 lại 40% này, em thấy không? 41% là 2015 nè. Vâng. Đó. Mà qua 2018 là 16 đó là 48%. Là điều đó tôi đảm bảo hai cái năm đây là hai năm thịnh vượng của Vinamilk luôn. Vâng. Tức là bạn nào mà năm 2016 là giá đi lên thử rồi đúng không nha? Thử rồi đúng không nè? Vâng. Để xem là tình hình. Đúng luôn á, thề luôn, cái đó là được. Có nghĩa là giá nó đấy, nó sẽ đi đi theo kết quả kinh doanh của công ty. Vâng. Nó đi trước các bạn. Chứ không phải là đợi ra thông tin rồi nó đi đâu. Có nghĩa là nó ví dụ như là sắp sửa là tháng 6 là nó sẽ tăng đi thì 100% á là báo cáo kết quả kinh doanh của cái quý 2 này nó sẽ tăng hơn so với năm trước. So với cùng kỳ năm trước. Được. Tức là giá cổ phiếu bao giờ nó cũng đi trước đó em. Đúng đúng ạ. Vâng. Vinamilk 2016 15 thử coi. Coi xem có đúng không? Nè em thấy 2016 à? Nè 2016 nè em. Nó lên nè em thấy không? Rõ ràng nó lên nè. Nè, thấy không? Ừ. Nè nguyên 2016 em xem bên dưới nè, 2016 nè. 2016 tới 2017 này đó, nó đi lên là rõ ràng đúng không? Vâng. Và 2017 nó cũng đi lên nữa nè, đó. Và tại sao từ 2018 thì nó đi xuống nè, nó đi xuống có xu hướng đi xuống nè, đó. Tức là nó bão hòa, tức là lãi gộp nó sẽ giảm. Ừ. Không, tôi nói em check thử là đúng không nha. Vâng. Em cứ check đi, tôi nói là đúng rồi, 2016 nè, em xem rõ ràng đó. Rồi. Thì cái tỷ lệ lãi gộp nó là như vậy. Rồi, quay qua đây tiếp tục của em. Rồi tiếp nè. Như vậy là cái kết quả kinh doanh đây là em so sánh doanh thu, so sánh lãi gộp và cái lợi nhuận sau thuế mã 60 nè. Là về mặt nguyên tắc á là ba cái này nó phải đồng biến với nhau, đúng không? Vâng, đúng rồi. Doanh thu, lãi gộp và cái lợi nhuận nè. Lợi nhuận, vâng. Tức là mã 01, 20
phải 60 và 60 phải là cùng biến, nó phải đồng biến với nhau, đồng biến mà. Đúng không? Rồi ạ. Phải khi mà mình muốn quý công ty nó có bền vững hay không á, phải xem xét nhiều năm, tức là phải xem xét 4-5 năm chứ không có phải so sánh 2 năm không thì không thấy được đâu. À. Tức là bền vững là em phải lấy cái dữ liệu thống kê nhiều vô, càng càng nhiều thì cái độ chính xác nó càng cao. Yeah. Rồi, ok không? Yeah. Chứ không phải là năm nay tăng năm kia giảm tùm lum tà la, không có được đâu. Vâng vâng, như thế thì lại nếu mà biến động không đều thì, nhưng mà thế ơi, có một cái, nhưng mà trong có cái trường hợp thực tế có nhiều công ty nó cũng biến động, tức là nó có thể biến động một vài năm. Ý là năm nay nó có thể lên, 2 năm đầu nó có thể xuống, xong mà nó lên. Giống như bọn em, cái công ty dịch vụ của bọn em ý, thông thường nó sẽ phụ thuộc vào thị trường nhiều á. Tức là nó giá phụ thuộc giá của thị trường nhiều á. Thì tùy thế. Cái mà của tôi nói á, dạ, là về mặt nguyên lý đó, nó làm như vậy. Vâng, vâng. Còn em vâng. Phải đi vào sâu của từng cái lĩnh vực và em phân tích ăn thua, là chủ yếu là em có hiểu công ty đó hay không, cái đó cũng quan trọng. Em có hiểu ngành nghề của nó hay không? Em phải nắm để em phân tích tại sao năm nay nó giảm. Vâng. Em có hiểu cái vâng, vâng. cái hiểu doanh nghiệp để phân tích á, cái vâng. Đó mới là cái quan trọng. Vâng, vâng. Còn cái số liệu báo cáo tài chính ở đây chẳng qua là một cái cách, đây là quá khứ để mình nhìn nhận thôi. Vâng. Mình đánh giá một cách tổng thể, mình đánh giá chung thôi. Tức là mình đánh giá, mình nhìn quá khứ để mình đánh giá xu hướng. Vâng. Xu hướng. Hiểu không? Được ạ. Tức là em muốn phân tích một công ty chủ và chỉ á, là em phải hiểu nó thật chắc. Em hiểu ngành nghề kinh doanh của nó, em hiểu vĩ mô, em hiểu vi mô, em hiểu ban quản trị của nó, em hiểu chiến lược kinh doanh của công ty. Em phải hiểu rất là nhiều, chứ không phải là nhìn trên báo cáo tài chính này là nói được đâu. Không phải. Vâng vâng. Em muốn hiểu được em phải đọc báo cáo thường. Thường gì biết không? Báo thường niên thì thường niên thì à. Và em phải tham gia đại hội đồng cổ đông của nó nữa để biết xem kế hoạch. Đúng rồi. Đây nè, ví dụ Hòa Phát này, em vô quan hệ cổ đông là báo cáo quan hệ cổ đông, báo cáo thường niên gì nè. Vâng. Không, giờ em tải về em xem. Cái báo cáo thường niên là một cái báo cáo thông tin rất là nhiều em ạ. Vâng. Ví dụ em xem báo cáo thường niên của một công ty là em biết cái công ty này nó như thế nào. Tức là nếu mà nó trình bày một cách mà đầy đủ á, tức là người ta không có giấu mình, chiến lược nó rõ ràng, hiểu không? Vâng. Còn ví dụ như em đọc như một báo cáo thường niên mà em không thấy nó rõ ràng, điều đó nghĩ là người ta, cái ông chủ, cái ông chủ tịch rồi đó, là ông chưa có định hướng được, hiểu không? Được rồi. Ông không có mét xua được tương lai. Còn ví dụ ông nào ông có tầm nhìn rõ ràng á, em nên em đọc báo cáo thường niên của Vinamilk với lại Hòa Phát á, em thấy nó trình bày rõ. Còn không biết đọc cái báo cáo thường niên kia nó như thế nào. Khi mà em dòm ở một công ty, ví dụ như vậy đây, ví dụ như đầu tiên mà tôi vô mà tôi thấy công ty của em là công ty kiểm toán, công ty này thôi là tôi cũng đánh giá thấp, tại nó không phải là big four, hiểu chưa? Alo, Minh Huệ nghe không? Em nghe đây, em vẫn đang nghe thầy ơi. Tôi tưởng tôi mắc mạng. Tức là lúc khi mạng có hơi yếu một chút. Tức là khi mà tôi nhìn vô một công ty kiểm toán như thế này, tôi không có đánh giá cao. Đây là công ty kiểm toán Việt Nam, hiểu chưa? Vâng, vâng. Mình sẽ dòm như một cái công ty lớn, nó mới minh bạch đó. Em dòm khi mà cách trình bày của người ta đó, cái hình thức nó cũng quan trọng lắm nha em. Dạ. Vì nó phải có một cái đội ngũ, hiểu chưa? Em hiểu mà. Đó, em thấy em trình bày này rất là nhiều thông tin. Bình thường thì các năm trước, các năm cũ của em thì em hay làm với Big Four Ernst & Young. Ừ. Vâng. Đó. Nhưng mà năm nay thì cái công ty này nó mới mở, mới phát triển, để tiết kiệm chi phí thì đúng rồi. Ernst & Young đắt lắm. Thì ý tôi nói công ty em là công ty chưa cái lên sàn, công ty em là công ty nước ngoài. Vâng. Ý là tôi nói mấy công ty lên sàn cho em dòm để em muốn nhìn nhận một công ty trước khi đầu tư, thứ nhất là đầu ngành. Thì lúc đó là em sẽ xem mấy cái báo cáo thường niên của nó nữa. Vâng. Trình bày ok lắm. Vâng. Thông tin em thử đi, em coi một cái công ty Hòa Phát, Vinamilk em xem ok. Cái em qua một cái công ty em đang đầu tư, em xem cái cách trình bày của nó đi. Em tự cảm nhận là công ty này là không có chiến lược rõ ràng. Vâng. Cái đấy thì mình đọc và mình sẽ biết được ngay. Đúng rồi. Em dồn thông tin nó rất là ok và rất là rõ ràng. Vâng.
Đó, đó là một cái nhìn nhận ban đầu, hiểu chưa? Vâng ạ. Và em muốn biết cái ban quản, cái ban quản trị á, rất là quan trọng nha em. Vâng. Em phải xem ví dụ như công ty đó là cái ông chủ thực sự của người ta, là người ta có gắn bó lâu dài hay không, người ta có hay mua bán cổ phiếu không. Ừ. Nếu mà người ta không mua bán cổ phiếu á, điều đó người ta là ok. Còn người ta vâng. suốt ngày mà mua bán cổ phiếu, điều đó là không ok, hiểu không? Hiểu ạ. Ví dụ em mở công ty ra mà em suốt ngày em chơi chứng khoán, em đầu tư giá lên giá xuống để mà em kiếm lời, em không tập trung vô ngành nghề kinh doanh, thì đó cổ đông Vâng. mất tin tưởng em rồi. Em hiểu mà. Vâng. Ok. Rồi, quay lại vấn đề này. Như vậy là về cái báo cáo quản doanh có hỏi gì không? Có kết quả kinh doanh thì theo như à thầy cho em hỏi thêm một chút về cái phần mà em thấy bình thường thì ở trên trên sàn ấy để đưa lên để phân tích các cái chỉ số ấy, thì người ta hay phân tích theo ROE, ROA rồi ROS ấy. Mấy cái đó mình tính sau đi, cái đó là thuộc dạng là phân tích mình tính sau, bây Vâng. giờ mình cách đọc cái đã, được chưa? Vâng. Vâng ạ. Vâng. Rồi vậy kết quả kinh doanh là ok rồi đúng không? Vâng, đọc các cái này thì ok thì ạ. Rồi bây Cái chỉ giờ số trên này thì ok ạ. thì bây giờ cái tiếp tục nè, là cái kết quả kinh doanh này nè, Vâng. là mình nhìn trên đây mình biết lợi nhuận, nhưng mà mình phải biết cái lợi nhuận đó nó đã chuyển thành tiền hay chưa. Đây là cái lợi nhuận nè, cái lợi nhuận là nó khác đó nha. Ví dụ nhiều khi nó có lợi nhuận nhưng mà không có tiền, có không? Vâng, có ạ. Đây, vậy bây giờ tôi cho em xem. Ví dụ mình xem thằng Đạt Phương của em đi. Vâng. Đây, kết quả kinh doanh của nó này, là em Vâng. thấy nó là lợi nhuận nó là bao nhiêu? Là 112 tỷ. Vâng. Của công ty mẹ Vâng. so với năm trước nè, quý 1 năm trước là nó tăng nè, là tốt, được chưa? Vâng ạ. Nè, nó đến từ kết quả kinh doanh chính đó. Vâng. Rồi bây giờ mình xem cái 112 tỷ này nó đã chuyển thành tiền hay chưa nè. Nói chung là em phải biết từng cái ngành nghề kinh doanh mình mới nói được. Vâng. Đây bây giờ mình xem nè, hiện tại nó không có tiền nè em. Đây em dòm nè, đi từ lợi nhuận trước thuế nè, Vâng. tăng giảm cái khoản phải thu nó ghi âm ở đây, điều đó nghĩ là làm sao? Là chưa Điều thu đó được. nghĩ là khoản phải thu tăng lên, Vâng. tức là năm ngoái là nó có tiền, em thấy không? Năm ngoái là lợi nhuận ít nhưng mà nó có tiền, vì sao em biết không? Em phải hiểu cái ngành nghề kinh doanh bất động sản của em, tức là bất động sản của em á, là có phải đưa tiền trước không? Vâng. Khi mà em đưa tiền thì xuất hóa đơn nợ 112 nè, có của 338 gì? 3387. Tức là doanh thu chưa Chưa thực. tại. Vâng, dâm thu. Chưa thực hiện mà đã nhận tiền đúng không? Vâng. Thì sang năm mà hoàn thiện công trình á, Ừ. là cái khúc đây mới bút doanh thu. 3387 xong 13. À, khúc đây mới bút doanh thu thì khúc đây mới ghi mới chuyển từ 3387 sang cái nào? Sang năm 1 tháng 6 Sang năm năm 1 1. 1. Vâng. Đấy, khúc đây nè, là Đúng. mặc dù là nó có doanh thu nhưng mà tiền không? Không có. Đây, em dòm cái mã số 20 nè. Vâng. Là tiền thu ra à, tiền thu vào trừ cho tiền chi ra của cái hoạt động kinh doanh này. Vâng. Nó bị âm tiền, tức là nó thiếu tiền. Tức là ví dụ như lương của em á, một tháng 10 triệu nhưng em chi ra cái tháng đó 15 triệu, em âm 5 triệu. Nó là cái này, cái mã 20 nó là như vậy. Rồi, tức là hoạt động chính của nó về dòng tiền á, vâng. Là nó đang bị âm, nó đang bị thiếu tiền. Thiếu tiền lý do nè, đây thiếu tiền lý do nè em, là Ừ. nó đang nằm ở khoản phải thu và nó đang nằm ở hàng Đang tồn, hàng tồn tồn kho. kho. Tức là nó tăng, nó ghi âm, tức là nó, tức là cái tài sản lưu động của nó đó. Ừ. Tức là ngay chỗ đây mà ghi âm á, điều đó nghĩa là hàng tồn kho tăng hơn so với năm trước. Khoản phải thu mà ghi âm, điều đó nghĩa là khoản phải thu tăng hơn so với năm trước, xem có đúng không?
tài khoản phải thu rồi, em thấy là 763 nè, cái đây là 632 nè, tăng lên 100 tỷ nè, thấy không? Vâng ạ. Tăng lên 130 mấy tỷ nè, hàng tồn kho cũng tăng nè. Hàng tồn kho nè, 747 nè, 557 nè, thấy không? Thấy ạ. Rồi ạ. Rồi. Như vậy là năm nay không có tiền. Tức là dòng tiền vô nó bị âm so với dòng tiền đi ra. Vâng. Nhưng mà mặc dù lợi nhuận thì nó vẫn tăng. Lợi nhuận vẫn tăng nhưng mà lại thực nhưng tế mà là như lại tiền không có. Vâng. Tiền bị thiếu. Như vậy theo em nếu mà đây là tiền mà bị thiếu á thì làm sao để công ty duy trì hoạt động? Thì một là phải phát hành thêm cổ phiếu, đúng hai rồi. Là đi vay ngân hàng. Đúng rồi, đúng rồi đó. Em nói đúng. Vậy mình xem có đúng không nha. Vâng. Tiền này bị âm nè, để em kéo xuống cái dòng. Cái mà em vừa nói nó chính là hoạt động tài chính. Đây, giờ này đi vay. Vâng. Nhưng mà tiếp tục nè, khoan, tiếp tục. Hồi nãy em nói là phát hành thêm cổ phiếu hoặc là cái gì? Hoặc Đi là vay vay ngân ngân hàng. Hàng ạ. Vâng. Hoặc là gì nữa? Hoặc là lấy tiền gì ở những kỳ trước, tức là tiền đầu kỳ á, tức là tiền vẫn còn. Ví dụ bây giờ em đi làm đi, em bị thất nghiệp đi. Vâng. Em thất nghiệp 7 tháng đi, nhưng mà em đã có tích lũy từ lúc đi làm mấy năm trời, em có tiền không? Có. Có, thì đây là tiền đầu kỳ ở công ty, đây là tiền đầu kỳ em ơi. À. Đây nè, tiền đầu đầu kỳ. Kỳ là cái tiền vẫn đang còn chứ gì ạ? Đúng rồi, tiền đầu kỳ có thể là năm ngoái á, năm ngoái nó thu được tiền, nó thu trước À. được tiền của khách hàng. Rồi rồi ạ, rồi em hiểu. Rồi, tức là cái tiền đầu kỳ còn lại của đăng của cái lưu chuyển của năm ngoái đấy đúng không thầy? Đúng rồi, Tiền đúng đầu rồi kỳ đó. của đăng lương. Vâng. Đây nè, cái mã 60 nè. Rồi ạ. Cái mã 60 nè em, tiền mà tương đương tiền đầu kỳ nè, thấy không? Vâng. Ok chưa? Rồi ạ. Đây nè, ví dụ như em hồi nãy mình nói là đây là âm nè, thì em kêu đi vay hoặc là phát hành cổ phiếu, nhưng mà nhòm dưới đây nó không có. Vâng. Nhòm Thế đây thế nó không nó có. có cái thu tiền từ đi vay đấy ạ? Đừng đi vay mình, nó trả gốc vay hết trả rồi, nó vẫn âm, nó đâu Vâng. dương đâu. Vâng, nó đã trả rồi. Vay 360 nhưng mà Nhưng trả mà trả hết là 427 rồi. 427, trả là lý Vâng. do nó cũng lấy tiền từ đây nó trả nó chứ đâu. Vâng. Có nghĩa là công ty này đang đang giảm nợ gốc vay từ Vâng. cái tiền này, điều đó có nghĩa là cũng tốt. Có tiền ạ. Có tốt, cái kinh tế này là vẫn tốt vì tức là tự tính lực thanh nội tâm khoản, vẫn có đúng không thầy? Tự cái tính lực hoạt động của nó còn. vẫn còn, tại vì nó vẫn Vâng. có tiền. Nó vẫn có tiền nè, được không? Rồi ạ. Cái doanh thu của nó vẫn tăng nè. Vâng. Vậy là mình phải nói chung là số liệu là nó nói lên công ty này cũng không có cái gì gọi là mất khả năng thanh toán cả. Vâng. Tin dồn lại trên. Tức là nó không có vấn đề gọi là một cái dấu hiệu gọi là mất khả năng thanh toán. Ở đây là tài sản ngắn hạn là 2 tỷ 2 nè. Vâng. 2.250 tỷ nè. Còn tài sản ngắn hạn của em đâu? Nè, 2.700 nó vẫn lớn hơn, thấy không? Vâng. 27114 nè. Cái này nó là bao nhiêu? 22. 22. Nó vẫn cao hơn đúng chưa? Cao hơn tới Đúng ạ. 7, cao hơn tới 500 tỷ nè. Nói chung là vẫn ok, không sao nè. Nợ vay nó bị giảm xuống rồi, thấy không? Từ 1.000 mấy nó giảm xuống nè, thì nó nghĩ là đã trả nợ rồi. Đã trả nợ. Hiểu chưa? Nó vẫn có nghĩa là vẫn xoay sở được tình thế, hiểu không? Vâng. Không có sao hết. Tại con này của em nó bị sụt kinh quá nên em phải xem lại nó thế Không nào. sụt, em phải xem những cái dự án của nó như thế nào. Cái dự án của nó em có biết cái là nó đang có dự án nào không, em có biết không? Nó có mấy mấy dự án ạ? Thì em phải biết cái dự án của nó gồm những cái gì. À, nhưng mà cái dự án của nó thì nó không phải nổi cồn như là mấy cái ông bất động sản nổi tiếng như là Vin hay là Không không, cái vấn đề nó không quan trọng, em thu cái đối tượng thôi. Mỗi cái nó đều có một cái tầm nhìn chiến lược của người ta, tức là mỗi người nó đánh vô một cái đối tượng. Chứ đâu phải là nhất thiết là phải như ông Vinhome hay là ông Novaland nó bán được hàng, không phải. Tùy theo thôi. Chứ nói gì như em như vậy chứ mỗi hai công ty nó tồn tại thôi chứ sao đúng. Tùy theo nha. Nói chung là mình phải dòm, với lại chỗ đây em dòm kỹ nè. Chỗ đây hôm bữa cũng có nói nè. Đợi Đây. ngắn hạn.
trên em lấy cái vay nè, ngắn hạn cộng thêm vay dài hạn nè, nó là 2 tỷ mấy nè, 2.500 tỷ đúng không? Vâng. 2.500 tỷ nè, em chia cho vốn chủ nè, vốn chủ là nó đang lớn hơn 1.3, lớn hơn không, vâng, lớn hơn 1.3 đấy. Phải không? Đây chính là cái phần mà lúc em định hỏi thầy đấy. Đó. Thì em thấy nó lớn hơn 0.8 đấy rồi. Ừ. Mà hôm qua bài dạy của thầy thì là cái khoản vay ấy, cái vốn vốn tài sản ngắn ở đâu lúc ấy là tài sản ngắn hạn đúng không thầy? Em nói gì hồi cũng chả hiểu em nói gì. Tức là cái tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ, vốn chủ mà nó lớn hơn 1.3 là công ty đó có rủi ro, được chưa? Vâng. Nhưng mà khúc đó mình mới xem coi cái công ty này á, là nó có tăng trưởng hay không. Tức là mình mới xem cái dự án của nó còn dở dang nhiều không, sắp hoàn thành hay chưa, sắp hoàn thành bàn giao chưa. Tức là mình thấy nó có mở rộng thêm dự án không. Hồi xưa nó có 3 dự án, bây giờ nó có 7-8 dự án. Tức là nó vay tiền để nó phục vụ cho dự án. Đây ví dụ em xem dự xây dựng cơ bản với nhau của nó nè, xem V.11 nè, với lại hàng tồn kho. Đây hàng tồn kho của nó nè, là tăng nè, tăng. Là V.7 nè. Mở tức ra mình xem. Mở rộng đúng không ạ? Đúng rồi, tức là nó đang còn dở dang rất là nhiều. Em phải bám sát vô cái vấn đề là nó có những cái công ty bất động sản, thì em phải bám sát vô những cái dự án nào, xây từ năm nào, hoàn thiện trong bao lâu. Vâng. Hiểu không? Tức là vâng. em phải biết cái vấn đề là cái dự án này nó hoạt động, nó xây từ lúc nào, nó có 7 dự án nào xây từ lúc nào và trong bao lâu mới hoàn thiện. 2 năm nữa hoàn thiện thì lúc đó nó sẽ ghi nhận doanh thu. Bất động sản là ghi nhận doanh thu khi bàn giao nhà cho khách hàng. Em phải biết mấy cái vấn đề đó chứ. Còn mấy cái tỷ lệ mà hồi nãy tôi vừa nói, cái đó là cái để mà em nhận diện những cái công ty mà nó có rủi ro như vậy á, thì em không đầu tư. Ý là để mình nhận dạng rủi ro thôi. Tức là nợ vay trên vốn chủ mà nó lớn hơn 1.3, tức là có rủi ro. Nhưng mà em thấy cái xu hướng là nó có trả được nợ hay không, mình phải phân tích tiếp. Vâng ạ. Chứ bây giờ chỉ như vậy thôi, nói chỉ như vậy thôi chứ không có nói thêm được đâu em ơi. Dạ. Chứ bây giờ em kêu tôi nói cái gì nữa. Em phải coi cái công ty này có dự án nào, trong bao lâu nó hoàn thành thì lúc đó nó sẽ ghi nhận doanh thu. Vâng, vâng ạ, để em xem thêm. Thì đó, hàng tồn kho nó chỉ ghi như thế này, nó ghi chung chung cũng không có thông tin luôn. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang nó tăng lên 672 tỷ, không biết nó là cái gì luôn. Nên cũng không có đánh giá được cái gì hết. Vâng. Nên em phải coi trong cái báo cáo thường niên. Vâng. Rồi xây dựng cơ bản dở dang của nó. Em phải biết là ví dụ như công ty bất động sản á, thì những cái dự án của nó á, là nó đang ghi ở 154, nó đang ghi ở 154 hay là nó đang ghi ở 241, mình phải biết cái đó. Vâng. Đây ví dụ em dòm ở đây nè, hồi nãy cái chỗ này nó là 154, thì mình phải hiểu cái đây có phải là nó tập hợp cho những công trình hay không. Tức là nếu mà tôi là công ty bất động sản á, là những công trình của tôi ghi vào 154 hay là tôi ghi vào 241, mình phải biết. Vâng, em hiểu rồi. Hiểu không? Tức là hiểu mình phải biết cái lĩnh vực của nó là nó đang ghi 154 hay 241 để mình phân tích. Vâng. Người mua trả tiền trước nè. Đây là những cái cho người. Cho em hỏi luôn một tí, nếu mà là cái khác nhau giữa ghi 154 và 241 nhé, ví dụ như là 154 thì nó sẽ vào là để giống như là để hàng hóa sau khi hoàn thiện xong thì mình sẽ bán. Thế còn vào 241 là vào tài sản cố định à thầy? Nguyên tắc là giống như em nói, tức là khi mà nó ghi vào 241 thì nó sẽ tạo thành tài sản của công ty. Vâng. Tài sản cố định công ty, đúng như em nói như vậy. Nguyên tắc nha. Vâng. Nè em xem thử coi nè. Đấy, thông tin các dự án. Đây chi phí xây dựng nè. Thì nó ghi là xây dựng cơ bản dở dang là của công trình đây nè, dự án các khu đô thị nè. Thì ví dụ như cái đây nếu mà nó ghi vô
Cái này là một như nhu này, em dồn là kết thì một chuyển năm vào tài sản cố định là chuyển giao khác là nó giảm. Thì đó nghĩa là mình xem các dự án khu đô thị đây có phải là nó tạo thành tài sản cố định của công ty hay là để nó bán. Nghĩa là tùy theo thôi. Hồi nãy em nói là ghi vào 241 thì sẽ tạo thành tài sản cố định, đúng không? Vâng. Cái đó là đúng. Nhưng mà ở đây nó ghi là các dự án các khu đô thị. Thì nghĩ cái này là bán chứ sao? Vâng. Và bình thường thì sẽ là bán thì sẽ phải ghi là 154 vào 154 đúng không thầy? Thế nhưng mà ở đây nó đang có cái phần mà kết chuyển vào tài sản cố định ý, thì nó lại đang là giảm âm là như thế nào hả thầy? Thì có thể nó tạo thành một phần tài sản của công ty, hiểu không? Còn phần còn lại là bán. Tức là nếu mà như thế này nhá, thì em hỏi luôn, ví dụ như ở đây nhá, thì cái số này nó đang là 700, đầu năm là 700, đầu năm là 731 tỷ, mà nó chỉ có kết chuyển vào 194 tỷ. Còn 636 này thì nó sẽ vào thành 156 hàng tồn kho đấy hả thầy? Nguyên tắc nó là như vậy. Nếu mà mình đọc ý em là bây giờ mình đang đọc trên các cái con số như thế này ấy, thì mình có thể hiểu là như thế đúng không ạ? Phải đọc thêm thông tin báo cáo thường niên. Vâng. Em đừng cái tư duy không của quy mình. Vâng, em hiểu. Đúng rồi, em hiểu. Chứ bây không giờ quy chụp. Ghi như thế này thì thánh là tôi biết. Chứ em đừng cái máy móc như cái là ghi 241 là tài sản cố định, không phải. Không có công ty nào mà tạo tài sản cố định 730 mấy tỷ cả. Vâng. Hiểu ý tôi đó không? Vâng, vâng. Ví dụ cho dù anh là công ty về bất động sản đi, anh cũng cao lắm là làm một cái tòa nhà là hết rồi. Vâng. Cái này có thể là cách hạch toán của nó thôi, không quan trọng để vô tài khoản nào đâu, cũng không quan trọng lắm cho đó. Chủ yếu là mình coi là cái bản chất này, cái này là để bán, để bán chứ này. Vâng. Nó ghi vô 241 hay 154 kệ cha nó đi, không ảnh hưởng. Vâng. Vâng. Đúng lại là mình thế này là mình đã đọc được và mình biết là nó đang có làm thật, đúng không ạ? Thì đúng rồi, thì nhìn trên đây thì nó thì nhìn trên đây không phải là số dựng, không phải là số dựng đúng không thầy? Cái số dựng hay không thì có ông kiểm toán rồi. Mấy cái đây là không có dựng được. Dựng ở tài khoản 138, 338 rồi thôi. Vâng. Chứ mấy cái đây sao dựng, mấy cái đây không có dựng. Hiểu chưa? Rồi ạ. Đây là ở dưới đây thì em có thể ví dụ em biết được nè, nó là ban quản lý dự án đồ. Đây nè, trả trước cho khách hàng, người mua trả tiền trước nè. Vâng. Thì ở đây em sẽ thấy được là cái gì, các khoản khách hàng trả tiếp từ mua căn hộ nè. Thì điều đó nghĩa là em phải xem, em phải xem coi là mà trả trước tiền mua những cái căn hộ nào đã lâu chưa, thì trong tương lai cái đây nè nó sẽ trở thành, trong tương lai cái này nó sẽ trở thành cái gì biết không? 511. Vâng, 511. Tức là khi mà người mua trả tiền trước em sẽ ghi là nợ 11. Cái này là đang nợ 11 có 131. Vâng. Tức nó không ghi 3387, nó ghi có 131. Nó ghi có 131 luôn. Không ghi cái đó không quan trọng, chỉ mày hiểu thôi à. Vâng, vâng. Bây giờ em kêu ghi tài khoản tại sao nó ghi 131 mà nó không ghi 3387, đừng hỏi tôi cái câu hỏi đó. Tức là nó đã vào cái trạng người mua trả tiền trước ngắn hạn, nó ghi vào 131 rồi. Tức là ghi 131 hay 3387 mà kệ cha đi. Vâng, nó chỉ là đầu khoản thôi, nó chỉ là tên tài khoản thôi. Chủ yếu là em hiểu cái chỗ này là người mua trả tiền trước, tức là khách hàng có mua căn hộ. Vâng. Nhưng chưa bàn giao. Vẫn chưa bàn giao, vâng, đúng chưa bàn giao. Thì em phải xem coi nó có những cái dự án nào và trong bao lâu thì cái căn hộ này sẽ bàn giao, thì lúc đó là doanh thu nó sẽ được ghi nhận. Vâng, vâng. Hiểu không? Em phải đôi lúc đó là bất động sản khó lắm. Vâng. Ví dụ như thế này nè, em phải biết là một cái dự án nó làm 1.000 căn hộ. Em phải coi nó dự án nó xây dựng từ 2017 thì tới 2020 là sẽ bàn giao toàn bộ. Vâng. Thì em sẽ tính ra là một căn hộ bao nhiêu tiền. Rồi ạ. Từ đó em mới nhân lên, từ đó em mới xem tiếp là người ta đã trả tiền bao nhiêu rồi. Ừ. Tức là cái người mua trả tiền trước đây nè, hiểu không? Vâng. Trời ơi, em phải, chứ tôi chỉ như vậy thôi. Em phải biết khi mà em làm bất động sản, em phải biết là có bao nhiêu cái dự án, em phải theo dõi sát cái chỗ này. Ví dụ tôi nói một cái dự án A là 1.000 căn hộ, thì một căn hộ bao nhiêu tiền thì em tính ra. Ví dụ như khi bán xong 1.000 căn hộ này, doanh thu của nó 5.000 tỷ, được không? Rồi. Thì em phải biết được là 5.000 tỷ đây á, là khách hàng đã đặt cọc, đã chuyển tiền trước bao nhiêu rồi. Ừ. Tức là người mua trả tiền trước á. Vâng. Nhưng mà nếu mà theo
theo phân tích logic thông thường ấy, thì ví dụ như là cái tỷ lệ mà người mua trả tiền trước này này của các cái dự án bất động sản này này, thì cái tỷ lệ nào gọi là tỷ lệ vàng được thầy? Thì sao tỷ lệ vàng như thế này nè, em càng thấy cái chỗ người mua trả tiền trước càng nhiều là ok, càng nhiều thì chứng tỏ là dự án ấy càng ok đúng không ạ? Đúng, đúng rồi đó, chính xác đó. Em xem cái người mua trả tiền trước mà càng nhiều tức là nó đã trả tiền theo tiến độ sắp sửa xong rồi đó, hiểu không? Vâng. Bởi vì tôi nói em phải theo dõi là 2027, 2020 rồi, thì em sẽ biết là 2020 nó sẽ ghi nhận doanh thu rồi. Thì cái lúc năm 2020 nè là doanh thu nó sẽ tăng, hiểu nó không? Sẽ giống như thể hiện cái báo cáo ở trên ấy, doanh thu tăng ấy, lợi nhuận tăng ấy, nhưng mà lại tiền không có. Đúng rồi, rồi. Tiền nó nằm ở những cái năm này rồi, năm trước rồi, tiền đã ở năm trước rồi, tương ứng với người mua trả tiền trước rồi ạ. Đúng rồi đó, chính xác, đúng rồi. Nhưng mà khi mà nó bút lợi nhuận á, vâng, thì thường mấy công ty bất động sản đến khi mà bút lợi nhuận tăng á, vâng, là lúc đó là lúc cổ phiếu nó đi xuống, vâng, chết, cổ phiếu đi xuống. Thường là như vậy, tại vì cái nhà người ta mua là người ta đã xong rồi. Người ta thấy là trên cái mà kết quả kinh doanh, trên cái mà lưu chuyển tiền tệ, nó thấy là tiền vô rất là nhiều rồi, tức là những cái năm nó có tiền á, hiểu không? Hiểu tức, tức là những cái năm đây nè cái lưu chuyển tiền tệ là những cái ngay chỗ này nè, đây nè, là những cái năm mà chưa bút doanh thu á, vâng, thì cái chỗ cái này nó âm hay nó dương? Dương ạ. Đúng rồi, là thường thường mấy năm này là nó tăng á em. Vâng, thường như vậy. Còn khi mà bút lợi nhuận rồi á, bút doanh thu, bút lợi không, đó là tiền không có nữa. Tại vì em phải hiểu rồi, cái hoạt động bất động sản này là thu tiền theo tiến độ. Vâng, đúng rồi, tức là tiền trước đến lúc mà xong rồi, tức là dự án xong rồi thì đương nhiên là lúc trả là một phần còn lại rồi, cái khúc đó là trả một phần còn lại thôi, nhưng mà trước đó là đã thu 80-90% rồi. Vâng, hiểu không? Rồi ạ, hiểu. Đó là công ty về từng ngành nghề em phải biết được. Ví dụ em phải biết được từng ngành nghề thì cái khoản mục nào á là nó trọng yếu trên này. Vâng, hiểu chưa? Rồi ạ, em đã hiểu. Túm lại là mình vẫn phải có kiến thức về cái ngành nghề đấy, mình đúng định rồi, định làm cái gì đúng hoặc là rồi, là làm cái gì, mình vẫn phải hiểu kiến thức, giống như là mình định mua cái gì đấy chẳng hạn, thì mình cũng phải hiểu là nó có đem lại giá trị lợi nhuận gì cho mình thì mình mới đặt xuống tiền để mua, đúng không thầy? Đúng rồi, em đầu tư tức là khi em phải hiểu rõ doanh nghiệp thì mới bỏ tiền. Giống như bây giờ em đi mua cái quần rin đi, em cũng phải hiểu cái quần rin này chất liệu giải gì nó như thế nào, em hiểu kỹ lắm mà, hiểu không? Ví dụ bây giờ em làm một cái nồi kho trứng kho hộp vịt đi, thì em cũng phải hiểu cái quy trình làm. Đúng ạ. Em phải hiểu là phải mua trứng, mua hộp vịt, mua thịt gì nó ngon rồi hầm rồi bỏ làm sao, em phải hiểu ra mới gọi là đầu tư. Đầu tư tức là mình phải hiểu doanh nghiệp trong tương lai nó như thế nào, hiểu chưa? Vâng. Và tốt nhất mình nên hiểu những cái công ty nào mà mình, cái ngành nghề nào mà dễ hiểu á. Cái ngành nghề bất động sản là một ngành nghề rất là khó. Vâng, chứ không phải là cái gì em cũng hiểu, khó. Nói chung là rất là khó, nó thiệt luôn á. Em tin thề luôn, tôi nói thề, ngành nghề bất động sản là một ngành nghề khó, phân tích khó lắm, không có được. Chủ yếu là phân tích chủ yếu là dựa trên dự án của nó thôi em ơi. Với lại khoảng một người mua trả tiền trước rồi thôi. Nhưng mấy cái kia tôi cũng không có biết được đâu, khó. Nói chung bất động sản là một ngành nghề khó, nên em tìm những cái ngành nghề nào mà dễ phân tích đó. Dễ phân tích ở đây có nghĩa là bán hàng mua hàng của nó rất là đơn giản và thuận tiện thôi. Ví dụ như Vinamilk là em biết nó là sao, bán hàng qua các cửa hàng của nó là thu tiền tươi, và bán hàng qua đại lý tức là cho thiếu 30-40 ngày rồi hết, hiểu không? Vâng. Bất động sản của nó là thu tiền theo tiến độ kế hoạch rồi ghi nhận doanh thu khi hoàn thành bàn giao. Vâng. Mình đâu biết thời gian nào hoàn thành bàn giao, đúng ạ, nó rất là mơ hồ. Đúng mặc ạ. Dù kế hoạch là 2017 tới 2020 là bàn giao, nhưng tôi không có biết. Không có biết. Vâng. Không có biết nó bàn giao như thế nào, đâu có biết nó dùng tiền đó để nó làm gì đâu.
nó nhận tiền trước của người mua, nhưng tiền đó nó có làm cho dự án nó không, mình không biết, có hiểu không? Rồi ạ. Nó lấy tiền của cái dự án này nó đi mua bất động sản khác, nó mua quyền sử dụng đất khác nữa, nó làm cho tiến độ của dự án này bị chậm trễ. Nói chung là các anh bất động sản này thì phải, đấy là lý do tại sao nó không public, nó như kiểu là không public ý thầy. Tốt nhất mình đừng cái nên xa lầy vô những cái công ty mình không hiểu gì, thì tốt nhất dừng, ngành nghề nào khó phân tích dừng, chuyển qua cái gì dễ phân tích hiểu, chứ đừng cái tập trung vô một, em có hiểu không? Em nên phân tích, em nên đầu tư vô những công ty nào mà em hiểu rõ và hiểu nó, hiểu một cách cặn kẽ thì nên đầu tư, còn cái nào mình hiểu chưa cặn kẽ khó bỏ qua, thiếu gì công ty. Tại sao mình cứ mình đạt phương rồi sao không phải? Thầy ơi, tâm lý đám đông này ạ. Tâm lý đám đông bây giờ đã sai rồi, còn cứ tập trung bỏ. Mình đã cái trường phái mình đã sai rồi, tại sao mình theo nó làm gì? Mình theo cái gì mình hiểu, mình theo, hiểu chưa? Tiền của mình đi làm cả đời, mình bỏ vô một cái theo đám đông. Đám đông bao giờ cũng là sai, đi ngược đám đông thì may là. Đó. Alo, alo, có nghe không? Alo. Tôi có nghe thấy không? Alo, alo, Minh Yến nghe không? Em vẫn nghe thấy ạ. Ừ. Rồi. Bây giờ kết quả kinh doanh là hiểu chưa? Còn hỏi gì không? Thế thì tóm lại là trong cái kết quả kinh doanh này thì mình cần phải quan tâm nhất là cái lãi gộp và tỷ lệ lãi gộp. Và em cái, cứ em hỏi đi. Cái lợi nhuận dòng đúng không thầy? Đúng rồi. Doanh thu, lãi gộp và lợi nhuận ròng. Cái đó là đồng. Đồng gì? Đồng tăng nhá. Đồng biến, à, đồng tăng. Đồng, vâng. Đồng biến. Đồng biến ạ. Ok, đúng. Rồi, hiểu. Rồi được chưa? Rồi ạ, dạ. Và nó đến từ hoạt động kinh doanh chính ạ. Đúng rồi, hiểu như vậy thôi. Nắm như vậy thôi là ok rồi. Vâng, ok ạ. Còn nó đến từ cái doanh thu tài chính và thu nhập khác là loại ra, được chưa? Vâng, dạ. Và kết quả kinh doanh nó chỉ hiểu cái đó là lợi nhuận thôi. Còn cái vấn đề nó có mang tiền về hay không thì phải xem lưu chuyển tiền tệ, được không? Vâng. Thì đây. Vâng, xem cái phần lưu chuyển tiền tệ thì cái phần lưu chuyển tiền tệ này em vẫn mơ hồ về cái phần okay. này nhiều nhất. Vâng. Rồi tôi sẽ chỉ em mơ hồ cách lập luôn đúng không? Vâng. Rồi bây giờ tôi sẽ chỉ em về cái cách lập cho em hiểu luôn nè. Lưu chuyển tiền tệ là nó thể hiện dòng tiền thực thu và thực chi ra của công ty mình. Vâng ạ. Rồi em hiểu như vậy giùm tôi được không? Được rồi ạ. Cái đấy thì hiểu rồi đúng không? Vâng, cái đấy thì cái đó gì? Thì mặt bản chất thì là biết nó là như thế. Rồi, ok. Ok, để tôi xem nha em. Rồi. Rồi tiếp này. Lưu chuyển tiền tệ là nó thể hiện dòng tiền thu vô và dòng tiền chi ra của công ty trong một kỳ là tháng quý năm. Rồi được không? Vâng ạ. Rồi tiếp từ từ đợi từng tí nha. Rồi. Đây. Thì khi mà em nhìn trên lưu chuyển tiền tệ nè. Là về cách lập á, là nó đi từ lợi nhuận trước thuế nó lập. Trong cái lợi nhuận trước thuế này thì nó bằng doanh thu trừ chi phí.
đúng không? Vâng. Thì lưu chuyển tiền tệ nãy tôi nói là nó thể hiện thực thu tiền và thực chi chi tiền trong một kỳ. Đúng rồi. Bây giờ dòm này, thì cái lợi nhuận trước thuế nè, thì về mặt nguyên tắc, nếu công ty mà không bán thiếu cũng như là không mua thiếu, ừ, thì cái lợi nhuận đây có phải nó chuyển thành tiền hết không? Có ạ. Tức là mình đang hiểu là nó sẽ là 13.000 tỷ của công ty Vinamilk. Vâng. Này đúng không? Vâng. Nó sẽ là okay. Tiền tươi, nếu mà là đúng không rồi. Thiếu thì sẽ là tiền đúng tươi. Đúng rồi đó. Nhưng thực tế nó có vậy không? Không ạ. Nó có mua thiếu, nó có bán thiếu và la la hết đâu. Đúng không? Có chứ. Có thì chứ đó vâng. Thì bây giờ mình mới biến cái này nè, mình mới điều Vâng. chỉnh ở những cái mà doanh thu và chi phí mà nó nằm trong đây nè, Vâng. mà không phải bằng tiền á, là mình dục nó ra, thì cái khúc À. này nó sẽ trở thành tiền tươi. À, tức là mục đích của cái lưu chuyển tiền tệ này là nó sẽ tách từ cái lợi nhuận, tức là về mặt số, về mặt con số, để trở thành cái số tiền tươi cả thầy. Đúng rồi. Tức là nó đang tách cái ông này nè. Vâng. Những cái doanh thu và chi phí. Vâng. Mà nó không phải là thực thu thực chi bằng tiền á, Vâng. Nó dục ra. Rồi rồi. Thì nó sẽ trở thành tiền, được không? Vâng ạ. Vâng. Ví dụ như là chi phí khấu hao nè. Em dòm đi, có phải chi phí khấu hao của mình như vậy nè. Đúng không? Vâng ạ. Nó có phải bằng tiền không? Không ạ. Nó không phải bằng tiền nhưng mà nó có ảnh hưởng tới lợi nhuận trước thuế không? Có. Nó làm cho lợi nhuận trước thuế này tăng hay giảm? Chi phí tăng thì lợi nhuận giảm. Nó làm cho khi mà mình hạch toán một nhiệm vụ nè, thì nó làm cho Ờ. cái lợi nhuận này giảm đúng không? Đúng ạ. Nhưng mà nó có chi tiền không? Không ạ. Mình đang làm lưu chuyển tiền tệ thì mình biến cái này nè, nó trở thành tiền tươi. Tức là Tiền những cái tươi. gì mà doanh thu và chi phí mà không phải bằng tiền ấy, thì mình dục nó ra. Như vậy trong đây nó có chi phí khấu hao trong này chưa? Có. Vậy mình dục cái nghiệp vụ này ra, tức là mất cái chi phí đi. Tức là mình đang dục những cái doanh thu và chi phí không phải bằng tiền ra, thì nó mới trở thành cái lợi nhuận trước thuế này là chỉ có tiền tươi thôi. Hiểu chưa? Rồi ạ. Nên cái khúc này á, là nó đang là 10 triệu nè, nên tôi dục nó ra thì nó làm cho cái lợi nhuận này tăng hay giảm? Giảm ạ. Tăng chứ. Giảm. Tôi dục cái chi phí mà. À, thì sẽ tăng, vụt bỏ chi phí đi thì sẽ tăng lợi nhuận lên ạ. Thì đó, thì có nghĩa là tôi bỏ chi phí đây, có phải là tôi bỏ đi cái chi phí không phải bằng tiền không? Có ạ. Thì nó trở thành cái này bằng tiền chứ còn nữa. Đúng chưa? Rồi ạ. Ví dụ nè. Tôi ví dụ cho em thử em nói được không nha. Ví dụ công ty mình nó có nghiệp vụ này và nó có một cái nghiệp vụ này. Tôi giả sử nó có hai nghiệp vụ này thôi. Vâng. Tôi đố em nha. Vâng. Là lợi nhuận trước thuế bằng mấy? Có hai cái nghiệp vụ này thôi ạ. À, lợi nhuận trước thuế bằng mấy? Lợi nhuận trước thuế bằng 10 triệu ạ. Đúng rồi, lợi nhuận trước thuế bằng 10 triệu. Nhưng mà tiền của nó là mấy? Tiền của nó là đang là 20 triệu ạ. Đúng rồi, tiền là 20 triệu là tiền thu vô đó, đúng không? Vâng. Thì nếu mà tôi làm đúng cái nhiệm vụ này á, là ở dưới đây là cái mã 20 này nó bằng bao nhiêu? Đúng thì sẽ phải là thuần à? Thuần thì phải là 20 triệu. Đúng rồi, nếu mà tôi làm đúng cái chỗ này 20 triệu rồi đúng không? Vâng. Để bây giờ tôi làm cho em xem có đúng 20 triệu không đây. Dạ. Đây, cái đây là mình đi từ lợi nhuận trước thuế là mình ghi mấy triệu? 10 triệu ạ. Đây, mình ghi 10 triệu. Vâng.
Rồi. Nhưng mà tiền tươi của mình hiểu ở chỗ này bắt buộc là mấy mấy mươi triệu. 20 triệu, phải là 20 triệu. Thì bây giờ em xem đây, có đúng không? Mình đi từng nghiệp vụ thôi mình sẽ hiểu. Đây, cái này có phải là chi phí không? Có. Nó nằm trong đây chưa? Đã nằm trong đấy rồi. Như vậy mình đang làm lưu chuyển tiền tệ là mình dục những cái nghiệp vụ doanh thu và chi phí không phải bằng bằng tiền mình dục ra. Nên cái này là mình điều chỉnh chi phí khấu khấu hao để ghi âm hay gì dương? Âm. Bậy à. Mình dục nó ra thì mình dục nó ra lợi nhuận này tăng. À thì nó phải ghi tăng dương. Phải ghi dương, ghi dương ạ. Thì có phải khúc đây nè. Em ghi chỗ này, điều chỉnh khấu hao này, chỗ này 10 triệu nè, thấy không? À. Đây nó trở thành 20 chưa? Rồi ạ. Dễ hiểu chưa? Tức là mình loại bỏ, tức là ví dụ cái nghiệp vụ vừa xong ấy ạ, là mình đang ghi tăng, ban đầu mình đang ghi tăng chi phí. Đúng không thầy? Đúng 642 đang ghi tăng chi phí thì cái chi phí đấy nó không liên quan đến tiền, thì bây giờ mình phải phân loại chi phí đấy là thuộc chi phí nào và sao mình vụt nó ra. Sao vụt nó ra chi phí đó là chi phí nào? Loại doanh thu chi phí không phải bằng tiền trong năm. À vâng vâng, tức là loại doanh thu ý em là để chọn cái phần mà điều chỉnh cho khoản nào ở trên cái bảng lưu chuyển ấy. Ví dụ như là thầy vừa cái bản 10 triệu này này, nó là thuộc em chi đừng phí có quan tâm tới điều chỉnh cái mục nào trong đây, em hiểu bản chất thôi, đừng cái nói cái mục nào trong đây hết, em đừng cái hiểu à, cái mục vâng, em hiểu cái mục đó là cái công thức rồi, em vâng, hiểu vâng, đó là hiểu công thức nó rối lắm. Vâng vâng, thế thì em hiểu, để em nói lại theo em nói lại theo kiểu bản chất là như thế, thì trong cái kết quả kinh doanh của mình ấy, thì vì mình đang tính chi phí nó là 10 triệu nên mà cái 10 triệu này nó không liên quan đến vấn đề tiền, nên là mình sẽ phải loại bỏ cái chi phí đấy ra. Thì khi loại bỏ chi phí đấy ra thì automatic nó sẽ làm tăng thêm chính cái phần giá trị đấy ở trong cái lợi nhuận. Đúng rồi. Đúng không phải? Đúng rồi đó. Vâng. Đúng rồi. Đúng rồi, em nói đúng rồi đó. Hiểu chưa? Rồi ạ. Tại vì mình đang lập lưu chuyển tiền tệ. Tức là mình phải hiểu lưu chuyển tiền tệ là nó thể hiện cái dòng tiền thu vô. Vâng. Thực thu trừ cho thực chi. Vâng, vâng. Thì nó ra cái tiền thuần trong năm là mã 20. Tức rồi, là rồi. Nếu em làm theo phương pháp gián tiếp và phương pháp trực tiếp có phải là thực thu thực chi không? Vâng. Thì tôi làm phương pháp trực tiếp là nó cái cách lập thôi, cái hướng nó đi thôi. Thì em cứ cũng hiểu cái bản chất là nó chính là mình sẽ quy về thực thu thực chi hết. Vâng. Thì nó sẽ trở thành một bài toán là lưu chuyển tiền tệ. Vâng. Mình hiểu nôm na nó là như vậy. Vâng. Hiểu chưa? Rồi rồi ạ. Tiếp nè. Ví dụ như trong cái lợi nhuận trước thuế nè, là có phải nó có ảnh hưởng trên bảng cân đối kế toán không? Có. Tại vì khi bán thiếu thì là nợ 131 đúng không? Vâng. Đúng không? Đúng 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 á. Thì đây 131 đây, khoản phải thu nè. Như vậy khoản phải thu mà nó tăng lên so với đầu năm, tức là bán chưa thu tiền đúng không? Vâng. Vậy mình lấy chênh lệch cuối năm trừ cho đầu năm, cái phần chênh lệch nó mà dương thì mình ghi số âm. Còn phần chênh lệch tức là số âm. Đầu năm mình sẽ lấy số đầu năm, cuối năm trừ đầu năm, cuối năm trừ đầu năm, xong mà chênh lệch bao nhiêu thì ghi vào đây ạ. Đúng rồi. Nếu mà nó tăng thì ghi âm đúng không dương ạ? Nếu mà nó dương dương ghi âm, dương ghi âm, tức là ví dụ như là năm ngoái nhá, mình phải thu có 10 triệu, năm nay mình phải thu 20 triệu, tức là nó tăng 10 triệu rồi đúng không thầy? Năm ngoái nó là bao nhiêu? Năm ngoái là 10 triệu. Còn năm nay là 20 triệu thì có phải là nó sẽ tăng là 10 triệu phải thu đúng không ạ? Đúng rồi. Tăng là 10 triệu phải thu, tức là nó đang dương, vậy thì khi ghi vào đây mình sẽ phải ghi âm 10 triệu. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Vâng, vâng, vâng. Hiểu chưa? Rồi rồi ạ. Rồi đợi tôi tí nha. Dạ dạ.
sau đó chọn thì không được. Rồi như vậy cái lợi nhuận trước thuế nè là nó có ảnh hưởng tới bảng cân đối kế toán đúng không? Vâng đúng ạ. Tại vì mình bán thiếu thì có phải mình ghi nợ 131 đúng không em? Vâng tăng 131 lên thì nợ 131 có doanh thu mà doanh thu nó đang nằm ở trong cái lợi nhuận trước thuế nè. Vâng thì nên nó ảnh hưởng tới 131 tức là khoản phải thu. Vâng. Tại mình đang làm lưu chuyển tiền tệ, mình xuất phát điểm từ lợi nhuận trước thuế mà. Mà lợi nhuận trước thuế đó mình phải hiểu là nếu một cách bình thường thì nó phải chuyển thành tiền. Còn bây giờ nó không chuyển thành tiền hết thì nó đang nằm ở khoản phải thu. Vâng. Tôi giải thích như vậy thôi chứ tôi không biết giải thích làm sao nữa. Vâng. Em chỉ cần hiểu là lưu chuyển tiền tệ rồi là nó là thực thu và thực chi. Nhưng rồi mà rồi. Do phương pháp lập gián tiếp là nó xuất phát điểm là nó đi từ lợi nhuận trước thuế. Mà lợi nhuận Vâng. trước thuế là một cách bình thường á là nó phải chuyển về thành tiền hết. Nếu mà hiểu nôm na nó là như vậy. Nếu mà công ty không bán thiếu thì nó chuyển thành tiền hết đúng không? Đúng ạ. Bây giờ công ty có bán thiếu, vậy bán thiếu thì nó nằm ở khoản phải thu, mà khoản phải Đúng thu thì rồi. nằm trên bảng cân đối kế toán. Như vậy là mình phải tiến hành điều chỉnh trên bảng cân đối kế toán. Ok chưa? Vâng ạ. Điều chỉnh Tiếp. Ở bên thì mình còn điều chỉnh gì ở trên bảng cân đối kế toán nữa ạ? Thì đây nè, điều chỉnh quá trời nè. À, tức là điều chỉnh ở trên quá cái bảng này như gì ạ? Đúng rồi, mình điều chỉnh tất cả các khoản mục ở trên này nè, nhưng mà mình không có tập trung vô cách lập như vậy. Còn tôi chỉ giải thích cho em về mặt bản hiểu. chất đó là như thế. Đúng đúng rồi, em hiểu bản chất nó hay hơn. Còn cái cách lập vâng. đừng cách lập lấy thông tư 200 mà lập đi. Vâng 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 cách lập thì em sẽ làm còn được. tôi Đó là hiểu. Còn tôi nói cho em để em hiểu như vậy đó, hiểu chưa? Rồi rồi ạ, rồi ạ. Rồi tiếp nè. Khi mà em thu được tiền á thì em mà có bán hàng mà em có thu được tiền thì em có thể là em thu tiền đó là em có thể em trả tiền hàng, em trả tiền cho nhà cung cấp đúng không? Vâng. Mà trả tiền cho nhà cung cấp có phải là nợ một nợ 331 có Nợ 111 331. không? Vâng. Vâng. Đúng không? Vâng. Đó là hoạt động chính đúng không? Đúng. Vậy nó ảnh hưởng 331 đúng không? Vâng. Nhưng mà 331 của mình nếu trước đó mà mình có mua thiếu đi thì có phải là nợ 156 có 331 không? Nếu lúc đó mình Mua mua thiếu, thiếu. trước đó mình mua thiếu, nợ 156 có 331 đúng không? Vâng. Nhưng mà nợ 156 có 331 nó cũng chưa ảnh hưởng đến trên này nếu mà mình chưa bán hàng. Còn nếu mình bán hàng rồi có phải mình ghi nợ 632 có 156 không? Có. Như vậy là nó ảnh hưởng hàng tồn kho rồi, nó ảnh hưởng khoản phải trả nữa. Nó ảnh hưởng ba cái đó luôn. Như vậy cái Vâng. đây nè, hàng tồn kho. Như vậy nếu mà hàng tồn kho mà tăng lên, nếu mà hàng tồn kho mà tăng lên so với lại năm trước á. Vâng. Nếu mà để có hàng tồn kho thì em phải mua đúng không? Vâng. Mua thì phải trả tiền đúng không? Đúng. Như vậy nếu mà hàng tồn kho nó tăng hơn so với năm trước tức là em mua thêm đúng không? Vâng. Thì mua thêm thì phải bỏ tiền ra thì ghi âm. Như vậy là hàng tồn kho á mà cuối năm so với đầu năm mà nó lớn hơn á tức là hàng tồn kho tăng thêm đúng không? Đúng ạ. Là phải bỏ tiền ra đúng không? Vâng. Là ghi âm. Còn hàng tồn kho cuối năm nhỏ hơn đầu năm tức là không có mua thêm, tức là bán hàng luôn không không có trả tiền nữa. Thì có Vâng. đó mình sẽ ghi dương. Hiểu nôm na nếu hàng tồn kho cuối năm so với đầu năm mà nó tăng á tức là mình phải mua thêm hàng tồn kho. Mua thêm hàng tồn kho tức là trả tiền nên lúc đó là mình sẽ ghi âm. Đó là trả tiền thì sẽ ghi âm. Đó là tôi phân tích cho em. Hàng tồn kho còn hiểu vậy thôi. Hàng tồn kho cuối năm mà so với đầu năm á mà nó tăng tức là phải mua thêm không? Vâng. Mua thêm thì về mặt nguyên tắc là phải trả tiền đúng không? Vâng. Thì tồn kho nó tăng á mà trả tiền thì tiền đi ra thì ghi âm. Vâng, thế nhưng mà lúc lúc trước nhá, thầy đang giảng cho em, lúc trước thầy giảng cho em về cái
131 tăng nhỉ? Ừ. 131 tăng, tức là 131 của cuối năm so với đầu năm mà tăng. Mà dương hàng chưa thu tiền. Vâng. Ghi âm. Vâng, thì lại vẫn cũng ghi âm. Ừ. À, đúng rồi, ghi âm là bởi vì là mình đã nhận tiền đâu, mình phải trả phải ghi âm. Đúng rồi. Ừ. Đúng rồi. Đúng lại là tiền tươi thóc thật thì mình ghi dương. Còn đâu mình trong mấy nợ như kiểu là lúc là nó là tiền nhưng mà là mình chưa được nhận tiền tươi ấy, thì mình phải ghi âm đúng không thầy? Thôi em hiểu tùm lum lắm, mệt lắm. Thôi bây giờ như thế này nữa nè, khi mà em muốn làm để em hiểu á. Vâng. Như thế này, tại vì cái này rất là khó giải thích cho em. Ví dụ là tại vì do giờ nè, do mình lập lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp á. Vâng. Là mình đi từ lợi nhuận trước thuế. Đúng, đi từ lợi nhuận trước thuế. Thì em phải hiểu lợi nhuận trước thuế nó bằng doanh thu trừ chi gì? Chi phí ạ. Thì cái doanh thu á là nó là cái nghiệp vụ này, đúng không? Đúng. Còn chi phí là cái nghiệp vụ này, đúng chưa? Vâng. Thì mình hiểu nôm na nè, do cách lập lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp nó đi từ lợi nhuận trước thuế. Vâng. Mà mình hiểu nôm na là lợi nhuận trước thuế nè là một điều bình thường á, là mình phải hiểu cái lợi nhuận trước thuế này nó sẽ quy ra thành tiền tươi. Đúng. Nếu mà không bán thiếu thì có phải nó hồi đúng trở thành tiền tươi không? Đúng đúng đúng, em đã hiểu cái đấy. Vâng. Rồi tiếp. Nhưng trong cái doanh thu và chi phí đây nè, thì có những cái doanh thu và chi phí á, nó không nó phải là không tiền tươi. Phải là tiền ở trong này, tức là nó không thực thu thực chi trong này, thì mình phải điều chỉnh doanh thu và chi phí mà nó không thực thu thực chi ra khỏi trong này. Thì lúc đó lợi nhuận trước thuế của mình nó sẽ trở thành tiền tươi. Rồi hiểu chưa? Hiểu bản chất nó vậy, hiểu không? Hiểu hiểu. Bây giờ rồi tiếp. Em hiểu rồi, em hiểu. Rồi tiếp này. Khi mà mình nói tới doanh thu á, rồi. Thì có phải là nó ảnh hưởng tới khoản phải thu không? Đúng. À, doanh thu thì ảnh hưởng khoản phải thu. Mà khoản phải thu thì nó nằm trên bảng cân đối kế toán đúng không? Đúng ạ. Tiếp là nếu mà bán hàng á mà chưa thu tiền thì theo em khoản phải thu tăng hay giảm? Tăng. Tăng. Khoản phải thu tăng, tức là bán hàng bán thiếu chưa thu. Rồi. Chưa thu tiền thì có phải là nó nằm ở trong này luôn không? Có, nó đang ở trong cái phần mà doanh thu đấy, phải loại đi nó đi. Đúng rồi. Loại thế cái doanh thu mà bán hàng chưa thu tiền đi. Thì là nó chính là 131 này đúng không? Vâng, vâng, vâng. Thì nó là như vậy đó. Thì 131 mà nó tăng so với đầu năm, tức là bán thiếu chưa thu, chưa thu tiền. Ừ. Thì mình phải ghi âm cái 20 này. Đúng rồi. Nè không tin là giờ này nha, lợi nhuận 10 triệu đúng không? Vâng. Nếu tôi bán tôi chưa thu tiền thì theo em với công ty mà như này nè, là nó có dòng tiền thuần, trong dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của cái công ty này là đang là bằng mấy? Hồi nãy á, hồi nãy là mình làm như thế này là dòng tiền thuần của nó là mấy? Dòng thuần như thế này nó là tiền tươi và 20 triệu. Rồi bây giờ tôi bán thiếu thì dòng tiền thuần của nó bằng mấy? Âm 20 triệu ạ. Bằng không, âm gì cũng có chi ra đâu mà có chi ra đâu mà âm. À vâng vâng, bằng không, bằng không, bằng không. Bây giờ tôi làm cho bằng không cho em xem nè. À. Giờ không, đây bằng không cho em xem, lợi nhuận 10 triệu đúng không? Vâng. Có phải là nghiệp vụ này, công ty này, nghiệp vụ này có phải là lợi nhuận khoảng 10 triệu không? Đúng, đúng, vẫn là 10 triệu. Chi phí vâng, là 10, lợi nhuận 10 triệu. Vâng, lợi nhuận vẫn là 10 triệu. Bắt đầu mình mới tiến hành, mình điều chỉnh cái trong cái doanh thu chi phí đây nè. Vâng. Mà cái nào không phải bằng tiền mình dục nó ra. Vậy đầu tiên đúng, là khấu hao dục đúng không? Rụt. Không chi ra đúng không? Đúng. Để tôi ghi dương. Vâng, chi phí mà không chi ra, mình dục nó ra thì phải ghi dương. Tại mình đâu có chi tiền. Vâng. Rồi tiếp nè. Rồi khoản phải thu nè. Khoản phải thu nè em. Vâng. Là đầu năm nó bằng 0, cuối năm nó là 20. Có phải là cuối năm trừ đầu năm là bao nhiêu? 20. Tăng hay giảm? Tăng. Như vậy tiền có vô không? Không vô. Bán thiếu mà. Vâng. Vậy ngay chỗ này ghi âm hay ghi dương? Ghi âm. Bằng mấy? Bằng không nè. Vâng. Hiểu chưa?
Rồi cũng chưa hiểu lắm thì cũng chịu chết, không biết làm ạ. sao. Hiểu rồi ạ. Còn bây giờ em chỉ cần hiểu như thế này thôi, cái cách lập nó tính sau đi. Em chỉ Vâng. cần hiểu là nếu mà cái mã 20 này nè Vâng. mà nó dương á, tức là công ty này tiền thu vô của hoạt động kinh doanh trong năm nó lớn hơn tiền chi ra của hoạt động trong năm là tốt. Được chưa? Vâng. Em cứ hiểu đi, em bán, em mở quán cà phê, chi phí chi ra hàng tháng của em 100 triệu. Thì muốn mà đảm bảo cái công ty của em, cái quán cà phê của em nó hoạt động liên tục á, thì cái tiền thu vô á nó phải Vâng. lớn hơn 100 triệu. Nó từ 100 triệu trở lên. Còn nếu mà nó dưới 100 triệu là điều gì sẽ xảy ra? Tức là hàng tháng cố định làm chi phí phải chi ra 100 triệu rồi, thì trong năm của em phải thu vô trên 100 triệu thì cái quán cà phê của em nó mới hoạt động liên tục, đúng không? Vâng. Có đồng ý quan điểm tôi không? Có. Tiền là vua, mặc dù em có lợi nhuận mà không có tiền cũng chết, đồng ý quan điểm Vâng. không? Đúng ạ. Như vậy cái kết quả kinh doanh của em mặc dù ở chỗ đây nè Lãi nó nhưng lãi, nhưng mà cái không có mã tiền. 20 đây mà nó âm cũng chết. Đây công ty Vâng. em đang chết mòn, chết chết dần chết mòn nè, thấy không? Âm liên Vâng. tục nè, 2 năm năm nào cũng âm đây. Không phải là đang chết hấp hối, không không có sự tài trợ công ty mẹ là chết, đúng không? Đúng 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 hiểu. bản chất thôi. Bây giờ mở ra quán cà phê nãy tôi nói em rồi đó. Vâng. Chi ra là 100 triệu nhưng thu vô mà dưới 100 triệu thì điều gì Là sẽ chết xảy rồi ra? thì là lưu chuyển âm. Nó chuyển âm thì điều gì sẽ xảy ra? Em làm gì để em chi ra 100 triệu? Cái lúc Làm gì đó nếu có. mà tôi nói nè, nếu em mở quán cà phê mà dòng tiền chi ra của em đó là định kỳ một năm là nó âm 100 triệu đi, Vâng. thì nếu mà em góp vốn kể từ khi mà đã mở như quán cà phê xong rồi á, tức là không có đầu tư nữa, thì cái dòng Vâng. tiền cái chi ra một hàng tháng của em 100 triệu á, thì em muốn duy trì 5 tháng thì em góp vốn vô 500 triệu thì nó sẽ duy trì được 5 tháng, đúng không? Đúng. Tại vì một tháng của em mất hết 100 triệu mà, thì Vâng, em vâng, bỏ vâng. vô 500 triệu, tức là Đúng. góp vốn thêm vô, tức là nó Vâng. lấy từ hoạt động góp, hoạt động tài Tài trợ. tài chính, Tài chính, vâng. tức Tài là chính. nếu mà cái mã 20 mà nó âm thì Thì một bắt trăm buộc. phần trăm nó sẽ lấy hoạt động tài Tài chính, vâng. hoặc là lấy số dư đầu đầu Số năm. lấy dư dư đầu năm của năm đầu, số dư đầu năm, vâng. Số Như dư lúc đầu trước năm là số dư lúc trước cũng góp vốn đó. vâng. Rồi nếu mà sau 5 năm thì xem như là góp vốn hết đủ 500 triệu thì làm sao để hoạt động? Thì phải thêm Góp vốn tiền thêm hoặc là tài đi, chính, lại bắt đầu từ hoạt động tài chính. hoặc là đi vay. Nghĩa Vâng. là cái khúc đó nếu mà cái mã 20 mà nó âm á thì Vâng. 100% lúc này nó sẽ là mã 30, mã 40 hoặc là mã 60, nó sẽ dương. Em có thể em ghi, có nghĩa là mã 20 mà nó âm thì lúc đây nó sẽ là mã 30 dương hoặc là mã 40 dương, và cái mã 60 tiền đầu năm này nè nó phải đủ lớn, hiểu không? Rồi ạ. Nếu mà mã 30 mà nó dương, điều đó có nghĩa là công ty này đang đi vay thêm hoặc là phát hành cổ phiếu tăng vốn, được không? Được ạ. Thì nó sẽ dương để nó bù đắp cho cái mã 2. 20, vâng. Nhưng mà cái này nó có bền vững không? Nếu mà anh đi vay để anh bù đắp cho những cái hoạt động kinh doanh chính của anh á, là mục tiêu là đi vay để những cái năm sau nó phải tạo ra tiền tươi, đúng không? Đúng đúng ạ. Thì cái lúc đây mong muốn là cái mã 20 sau khi đi vay thì năm sau mã 20 nó phải Dương. dương thì nó mới có tiền để nó trả nợ gốc. Hiểu ý tôi nói không? Có. Chứ bây giờ mà đi vay mà sang năm nó vẫn âm nữa thì có tiền đâu mà trả nợ gốc, thì ngân hàng siết nợ còn nữa, đúng không? Đúng ạ. Nên anh chị để ý cái mã 20 này mà nó âm, nếu công ty của mình mới thành lập á thì Vâng. nó âm thì nó lấy từ gốc vốn nó trả được rồi, âm một hai năm thôi, âm phải có dự kiến.
Còn công ty mà hoạt động lâu rồi mà nó âm là có vấn đề, hiểu chưa? Rồi rồi ạ. Như công ty của em á, mới có 2 năm mà nó âm vậy. Nghĩa là công ty của em nhìn trên đó là không có ai đầu tư. Nếu công ty em lên sàn không có ai đầu tư. Giá rất là bèo luôn, tôi thấy, đúng không? Vâng, đúng ạ. Công ty của em nhìn trên đây cái nào nó cũng yếu hết. Dòm nè, công ty của em lưu chuyển tiền tệ thì âm, kết quả kinh doanh thì nó càng ngày nó cũng càng tăng. Công ty của em tôi đảm bảo nha, là công ty của em phải lập cái giao dịch liên kết đó, theo cái kiểu là phải có một cái bảng đánh giá giao dịch liên kết làm rất là bài bản. Em phải thuê bên ngoài nó làm đánh giá cái giao dịch liên kết của bên em đó. Nhưng mà thầy ơi, nhưng mà cái này bình thường theo quy định thì làm cái đánh giá giao dịch liên kết đấy thì phải trên 50 tỷ mà. Nếu có bên bên Không bán thì ý thì em về em xem lại cái chỗ đó khi nào làm như thế nào thì em xem lại chỗ đó. Còn ý là tôi nói công ty em lại có giao dịch liên kết rất là khủng, hiểu chưa? Còn đương nhiên cái là vấn có. đề là được miễn hay như thế nào mình đọc lại trong đó, ví dụ như Vâng. bao nhiêu triệu thì làm thì mình đọc lại trong đó. Còn ý tôi nói là như vậy, Vâng. hiểu chứ? Còn mà bây giờ kêu quy định nó bao nhiêu thì cái đó là phải phải đọc lại, hiểu chưa? Rồi rồi ạ. Sao mà nhớ được? Còn ý Vâng. là tôi đang nói là cái tổng quát nó là như Về mặt vậy. tôi, vâng ạ, về mặt logic Đúng là rồi, phải làm. Vâng. đúng rồi, em hiểu như vậy thì tôi đồng ý quan điểm với em đó. Chứ Vâng, em hiểu là bao nhiêu tỷ rồi cái đó là phải đọc, cái đó quy định nhà nước. Còn hiểu rồi ạ. logic của tôi với em nó mới là như vậy, Vâng. chứ tôi sao nhớ hết được, đúng không? Vâng Mà ạ. cái tư duy logic thì tôi với em phải thống nhất, hiểu nó là phải là như vậy. Ok, Vâng. thấy không? Trên ba cái báo cáo của em không có báo cáo nào đẹp hết đó. Báo cáo nào Đúng. nhìn vô nó cũng bị lủng hết. Đúng và lùng hết Thì khi mà đầu tư thì có nên đầu tư mấy công ty này không? ạ. Không, đương Tránh nhiên là không liền. ạ. Khi mà thấy một cái rủi ro vốn âm về tránh luôn, khỏi phân tích gì Tránh nữa. luôn, khỏi Tránh phải. luôn. Vâng. Mình chỉ tìm những công ty nào mà ok nhất. Thì lúc đó mình tập trung vô mình phân tích thôi. Vâng. Chứ mình đừng có tập trung cái này nó âm rồi bây giờ tìm hiểu tại sao nó âm không tốt rồi thì thôi giật luôn. Không, tụt. Đây là bởi vì em đang làm thì em phải tìm hiểu chứ còn Không, chứ còn thì đầu đúng tư thì rồi, thì ý thì tôi vâng. nói cho em đang làm thì em mới hiểu rồi, và tôi cũng phân tích công ty em là nó tầm bậy luôn, là nó đang Vâng. dởm, em biết là nó đang dởm rất là nhiều, hiểu Vâng. chưa? Rồi quay lại công ty tốt nè, Vâng. đây sửa Vinamilk em thấy nè, ba báo cáo đều tốt luôn, em dòm nè, tốt nè, cân đối kế toán tốt không Vâng. nè, cân đối kế toán dòm cho cái đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn này, thấy không? Tốt không? Vâng. Tức là công công ty này nó đang ở cái chế độ bão hòa, tụi dạng là nó tiền nhiều quá không biết làm gì, hiểu nôm na là như vậy. Và 12.000 lên 17.000 này đến ngày là nó hạ tăng ầm ầm đang tiền. ngỡ đang để ngân hàng được chưa, Vâng. tức là chưa tìm ra ngành nghề mới Để đầu tư. thì công ty này cũng quá an toàn. Công ty này đầu tư Vâng. vô những công ty này là ăn cổ tức có luôn, chắc chắn 100%. Những công ty nào mà có tiền đây là 100% mới chi cổ tức, Vâng. thề luôn. Bắt đầu tiếp nè, dòm nè, khoản phải thu khách hàng từ 3.000 lên 4.000 tỷ nó cũng được được đúng không, Vâng. tức là nó cũng không không Không. cao đúng Vâng, không không quá không có nhiều. sự biến động bất thường đúng không. Vâng. Đó, em dòm công ty này em dòm nó không có biến sự biến động bất thường, nó cứ nó đều đều vậy. Tiếp tôi hôm bả tôi chỉ bạn mà phải đọc những cái mục lớn, nó nói rồi đây mục lớn nè, điều đó nghĩa đánh giá Vâng. tốt luôn các bạn, dòm đây là đánh giá tốt luôn được chưa, Rồi. cái công ty này tạo tiền rất tốt đúng không. Vâng. Tiếp nè, đây là khoản phải thu tăng nè, thì trong đầu mình phải suy nghĩ là doanh thu nó phải tăng, Đúng. hiểu không? Đúng, đúng Đó, ạ. cái mình Nếu mà đúng 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 chuẩn tư thì phải duy nó làm. phải là vậy. Nếu mình đọc bản cân đối kế toán không á thì mình phải tư Vâng. duy kiểu nó mới good được đúng không. Vâng, vâng. Còn bây giờ khoản phải thu tăng và doanh thu giảm là có vấn đề, Có vấn đề, vâng ạ. tức là bán thiếu không, điều đó nghĩa công ty thì đang bị chết. Rồi tiếp nè, tài sản cố định nè, là em thấy là cái nguyên giá nó tăng rất là nhẹ thôi, thấy không? 26 Vâng. ngàn tỷ lên 27 ngàn tỷ, tăng tầm 8-900 tỷ rồi, có nghĩa là tăng không, có nghĩa là mở rộng không có nhiều, được chưa? Vâng. Có mở rộng nhưng mà không, Không nhiều. đúng rồi, đây là xây Tỷ dựng lệ nó luôn, không cao đúng thì rồi, ok. Vâng. tức là mở rộng không nhiều, ngắn gọn. Vâng. Vì sao mở rộng không nhiều mình cũng phải biết, vì nó đã bảo Đã hòa rồi. đúng rồi, đôi lúc mình cũng phải biết vấn đề đó tại sao. Chứ mình đặt câu hỏi, ủa tại sao công ty này để tiền như vậy mà Không đầu nó tư, không không đầu tư không phát mới, triển. Vâng. điều cuối cùng là mình đánh giá nó là không tốt. Không phải, người ta ở trong ngành người ta biết thời điểm nào nên đầu tư,
đầu tư lĩnh vực gì, người ta nói là CEO người ta phải phải giỏi hơn mình chứ đúng không? Vâng. Còn mình chỉ lăn tăn là mình hỏi thôi, thì mình phải nghiên cứu vì sao công ty này không cái tập trung những ngành nghề khác, tức là nó không đa ngành, nó chỉ tập trung vô một ngành chính là sửa thôi, là tốt hay xấu? Là tốt. Tốt. Nếu em thấy TH Chumio á, nó đầu tư dàn trải, đầu tư tùm lum đó, nhưng mà nó chưa lên sàn thì mình đâu đó cái đánh giá hiệu quả của nó đâu. Vâng. Nó đầu tư vô sữa rồi, nó đầu tư vô trường học rồi, nó đầu tư gì nông nghiệp, gì trồng cây rau tùm lum hết, Vâng. hiểu không? Vâng. Do là nó có từ cái sự hậu thuẫn từ ngân hàng Bắc Á đó, em hiểu không? Vâng, biết ạ, em biết. Là tiếp này, công ty này nó có xây dựng cơ bản dở dang nè em, tức là em Có. thấy là từ 693 nè nó lên 793 nè, tức là nó vẫn có gì, nó đang có Có. đầu tư mở Đang rộng có đó, đầu tư. Vâng. em phải xem V.10 này đó, được chưa? Nó Vâng. đầu tư mở rộng nhưng mà nó đầu tư theo chiến lược từng năm, chứ nó không có làm mạnh một lần, tại vì sữa nó đã bão hòa, nó đã ở trong nước, nó đã bão hòa rồi, nó chiếm thị phần rất là khó nữa, mà muốn đánh ra ngoài thị trường, đánh ra xuất khẩu thì đâu phải là một chuyện đơn giản đúng không em? Đúng, Tại đúng. vì biết bao nhiêu công ty sữa khác, Đúng ạ. nên nó không thể nào mà muốn mạnh là mạnh, không phải đâu, nó đi rất là bền vững, nó đi rất là chắc, nó đi rất là thẳng. Vâng. Thẳng gì? Thẳng trọng. Bà Mai Kiều Lương là một người rất là thận trọng, hiểu không? Rồi ạ. Em nên đầu tư vô những cái công ty như vậy, mình phân tích được, mình thấy tài chính nó rất là an toàn, nhìn vô công ty nào cũng có cái chỗ này là tôi thấy quá tuyệt vời luôn. Vâng. Thiệt luôn. Rồi tiếp nè, em thấy tiếp nè, tài sản ngắn hạn thì quá ok, 29.000 Vâng. tỷ mà trong đó toàn là tiền, em thấy khả Toàn năng là quy đổi tiền. ra, khả năng quy đổi là thành tiền nhanh không? Nhanh ạ. 29.000 tỷ mà tiền tương đương tiền nó là 17.000 tỷ, với lại 2.000 tỷ nó tới 19.000 tỷ rồi. Tiền Nó quá khủng đi được chưa? rồi ạ. Trong khi đó nợ ngắn hạn của nó nè, Có 14 có thừa sức. 14.000, mà trên khi đó mà cái khả năng mà chuyển thành tiền nó 17.000, 19.000 tỷ rất là nhanh luôn đúng không? Vâng. Những cái công ty này em đâu có lo lắng gì đâu. Vâng. Đúng rồi. Tiếp, đó em thấy nó bền vững ghê không? Vâng. Rồi tiếp nè, hồi nãy là cái lợi cái khoản phải thu của nó là 4.000 tỷ nhưng mà doanh thu của nó 59.000 tỷ, em thấy cái tỷ lệ mà bán thiếu Nợ phải ít thu quá ít ít. hay Vâng. nhiều, Ít hình như ít nó ạ. Có 4 ngàn tỷ trên 4 trên 59 thôi. nó chiếm khoảng chừng 5 tới 10% thôi, 10 phần 5 tới 8% thôi đúng không? Vâng. Đó, quá quá ít, tức là nó bán thu tiền tươi không. Tiền tươi không mà không có công nợ công nước gì hết. Quay lại cái của em là em tới 30 tới 40%, không cái lúc Vâng. nào cũng 90% luôn. Cái Vâng. năm ngoái năm 2020 đó Vâng. thấy không? Con này nó chỉ vậy thôi. Đó. Đây là 59.000 tỷ. Doanh thu tài chính là 1.000 mấy tỷ là nó đến từ đầu tư nắm giữ đến ngày đáo. Cháu hạn ạ. Là quá tốt. Em đem âm dùm kỹ nè, lãi gộp của nó là thấy không? Vâng. 27.000 tỷ. Chia Trên lại doanh 59 thu. có phải là gần 48-49% đúng chưa? Rồi ạ. Em thấy nè, trong khi đó doanh thu tài chính của nó có ngàn mấy, một con Trên số 27 quá ngàn. quá nhỏ so với chỗ này đúng không? Vâng. Trong khi đó hôm bữa mà xem FLC cái chỗ này bao nhiêu, 50%. Gần FLC chỗ này 50%. ngàn tỷ mà chỗ này tới 600-700 tỷ, Vâng. thu chiếm 70-80% luôn, một điều quá là vô lý, hiểu chưa? Vâng. Quá là vô lý. Như vậy là cái lợi nhuận đây nè, cái mã 60 này là 11.000 tỷ này, là nó đến từ cái chỗ 27.000 tỷ này, hiểu không? Hiểu ạ. Đây bền vững luôn. Bền vững Và bắt luôn. đầu em xem nè, Quá cái đẹp. lợi nhuận đây Tăng dần đều. nè, về mặt nguyên tắc này nó phải chuyển thành tiền đúng không? Vâng. Em xem cái dòng Cái tiền của nó nè, vâng. em thấy không? Nó Dòng xem tiền. không? Có. Vậy em rút ra một cái lý luận luôn là cái con số này nè Vâng. mà nó xem Tức là với lại mã 20 á vâng. là ok, tức là nó đã chuyển thành tiền gần hết rồi, thấy không? Gần hết rồi. Em thấy nó cứ đều đều vậy, em thấy nó quá, có nghĩa là quản trị nó rất là tốt, em thấy không? Vâng 11 ạ. nè, 10 nè, 10. ở dưới nè, Dưới là 10 10 nè, 11 nè. 11. Ủa em kêu là cái con số đây nè,
cái con số Rồi. ví dụ như năm 2019 nè, lợi nhuận là 10 thôi, nhưng mà mã 20 của nó tức là 11, có bị sao không? Không, không sao. Em có hiểu vì sao mà nó tăng nhiều hơn không? Thì có thể là nó là do khoản phải thu nhiều hơn. Người mua trả tiền trước. À. Bây giờ công ty không có lợi À. nhuận nhưng mà người mua trả tiền trước thì có phải Vâng, mã vâng. 20 nó vẫn tăng không? Nhiều tiền hơn lợi nhuận. Vâng. Chứ em đừng cái kêu là mã 20 này là luôn luôn là phải phải Nhỏ hơn. từ phải nhỏ hơn cái ở trên này là không cái đúng đâu nha. Vâng. Đừng cái máy móc à. Được chưa? Rồi rồi ạ. Đó. Em cứ em dồn công ty nào ở chỗ đây nè. Mà nó xem như thế này là Xem quá tuyệt vời luôn. là tuyệt vời nhất rồi. Quá tuyệt vời luôn em. Mà Và công ty này có tiền không? có tiền rất nhiều. Tiếp nè, nếu mà lưu chuyển tiền tệ ở dưới đây nè, nhắc lại nha, lưu chuyển tiền Vâng. tệ ở chỗ này nè, nó mà là dương là quá tốt luôn, đều hàng Vâng. năm tăng, đều hàng năm quá tuyệt vời luôn, thì chắc chắn công ty này phải chia cổ tức đúng không? Vâng. Để em xem bên dưới là nó có chia cổ tức nè, Có chưa cổ là tức. tiền từ hoạt động tài chính nè, chi trả cổ tức nè, thấy không, Vâng. đều không? Đều ạ. Đây là tiền tươi thóc gì, Xong thật đây. để Vâng. lên trên đây là, trên đây là tiền tươi thóc thằng này, nó có Vâng. đúng không chia, Vâng, đúng ạ. còn không có lấy gì chia, Lấy hiểu gì chi? chưa? Và tiếp nè, cái này cũng quan trọng nè, nếu mà công ty của mình mà làm ra cái mã 20 đi nè, mà lấy cái mã 20 đi nè Vâng. mà đi đầu tư mở rộng đó, thì quá tuyệt vời, tức là không đi vay luôn, Ừ. hiểu không? Vâng. Chứ thường thường á, tôi nhắc lại, thường thường công ty nào mà nó đã bền vững rồi đó Ừ. thì nó sẽ lấy tiền tươi thóc thặt từ hoạt động chính của nó ra để nó tài trợ cho dự án mở rộng M&A hay là đầu tư mở rộng đúng không, Vâng. rồi sau đó nó chỉ thiếu tiền một ít thôi thì nó mới đi vay thêm, hiểu chưa? Đúng, vâng, Đó đúng. là những công ty quá tuyệt vời Vâng. vậy đó. Đó, em thấy đọc báo cáo chính của Vinamilk không? Ba báo cáo nào em cũng rõ và em cũng happy hết. Vâng. Cũng như đọc ba báo cáo của công ty em, báo Vâng. cáo nhìn cũng toàn là âm với lại mất khả năng thanh toán, Vâng lỗ luôn. Vậy không ạ. chị? Đó, em đọc tư và đọc tư mấy công ty này ok luôn. Như vậy là về lưu chuyển tiền tệ là ok chưa? Rồi ạ. Hả? À rồi rồi Ok ạ. rồi, Không ok ạ, rồi đó. em định hỏi thầy nhưng mà em nhớ ra là Hỏi đi. cái câu đấy là em đã hỏi, à quên, đã xem rồi. Em hỏi là tại sao trên lưu chuyển tiền tệ lại ghi âm ghi dương ấy ạ? Thì thầy đã thể giải thích rồi, bản chất rồi. Ừ. Vâng. Đây nè, bây giờ quay lại công ty em cũng đúng nè. Tăng giảm khoản phải thu nó ghi âm nè, điều đó nghĩa là sao? Tiền năm nay cao hơn năm Năm ở trước ấy ạ. khoản phải thu năm Tăng tăng nay. tăng tăng Khoản phải thu năm nay cao hơn năm. năm trước đấy ạ. Đó. Vâng. Rồi, hiểu chưa? Rồi rồi ạ. Đó. Ừ. Thiếu tiền, toàn là bán hàng không thu được tiền nên dẫn đến cái này âm. Mà cái này Vâng. âm, cái này mà âm thì bắt buộc cái ở dưới phải dương Vâng, ba đây, đầu đó, ba là phải dương. còn không thì lấy cái tiền đầu năm là thấy không, tiền đầu Vâng. năm của em còn tới 2.000 mấy tỷ nè, thấy Vâng, lấy tiền đầu năm không, hiểu chưa? thì chính là đi vay cộng với cái tiền đầu năm của em nên để Không, đi vay của em trả nợ gốc vay rồi nè, đi vay 2.300 nó cũng trả nợ gốc rồi nè, vâng, còn cái đây là em lấy từ em tiền từ đầu năm đúng quay rồi, lên. lấy tiền từ gốc vốn năm trước chẳng hạn, vâng lấy tiền từ gốc vốn năm trước nè, nè gốc vốn năm trước 2.000 mấy tỷ vâng nè, đúng rồi nè, em gốc vốn năm trước 2.000 mấy tỷ nè, rồi vâng em vay thêm 2.000 mấy tỷ nè, Rồi rồi ạ. hiểu chưa? Đó, nó là như vậy em ơi. Vâng ạ, bản chất. Ok, em đã hiểu cái này. Nhưng cái phần này đúng là rối ren thật đấy chị ạ. Thầy ạ, Không rối ren, em bây giờ cũng. em chỉ cần tập trung vô số này thôi. Đây là mã 20 nè, nó âm là Vâng. không tốt, Vâng. âm là không tốt, nếu mà nó âm thì cái đó là cuối cùng là mình sẽ sử dụng mã 30 hoặc là mã 30 và 4 40. và Vâng. mã 60. Trong trường hợp của công ty em là sử dụng mã Là 6 sử dụng mã 60 ạ. Vâng, công ty em là sử dụng mã 60. là do năm gì, Năm ở góc năm vốn năm đầu trước tiên. Vâng. đó, Năm trước. rồi được chưa? Rồi ạ.
Rồi đợi tôi tới nha. Dạ vâng. Camera xong rồi. Mình chọn vào HD camera. Rồi. Đó là về lưu chuyển tiền tệ. Rồi bây giờ trong cái mà về bây giờ về cái trong cái mà báo cáo về kết quả kinh doanh nè. Vâng. Thì hồi nãy mình tính tỷ số, thứ nhất là tỷ số về tỷ lệ lãi gộp là biết cách rồi đúng không? Vâng, em biết rồi ạ. Rồi, Tỷ lệ lãi gộp rồi. Tỷ lệ Tỷ lãi ròng. Tỷ lệ lãi lãi ròng ròng rồi ạ. tức là lấy cái mã 60 này chia cho doanh thu. Chia doanh thu. Vâng. Thì mấy cái này muốn biết ấy hay không là phải so sánh ngoài ngoài cái so sánh quá khứ, tức là so sánh đều hàng năm của chính công ty. Vâng. Mình xem cái tỷ lệ này nó nếu mà nó giữ, nó đi ngang và nó đi lên là đã tốt đúng không? Tức là nó đi ngang và nó đi lên là tốt, còn nó đi xuống là không tốt, được chưa? Rồi ạ. Rồi. Và mình so sánh với lại trong cùng cùng ngành cùng đối thủ được không? Rồi ạ. Rồi. Thì khi mà đây là hiệu quả kinh doanh. Còn bây giờ mình đánh giá về cái khả năng sinh lời á, thì em xem Vâng. cái chỉ số là ROE. Đây. Vâng. Đây em. Đánh giá khả năng sinh lời của một công ty là mình chỉ sử dụng chỉ số ROE. Cái chỉ số đó quan trọng nhất chứ không cần cái chỉ số, không cần cái chỉ số ROA gì đâu. Vâng. ROS là nãy là tôi nói em là lợi nhuận ròng trên doanh thu rồi đó, là ROS Vâng. đó. Vâng. Còn bây giờ mình chỉ Chính số là lợi ROE thôi. Còn ROA cũng không có ý nghĩa nhiều đâu. ROS, ROE nè. Em có cái file này rồi đúng không? Alo. Dạ vâng. Cái file này tôi gửi cho em rồi đó. Vâng, cái này thầy gửi hôm qua nhỉ. Rồi bây giờ ROE nè. ROE có nghĩa là lấy lợi nhuận sau thuế chia cho gì? Vốn chủ sở hữu. Chia cho vốn chủ sở hữu bình quân. Vâng. Bình Đúng quân không? Ạ. Bình quân hả thầy? Vốn chủ. Nếu đáng lẽ là chia cho vốn chủ ban đầu, ví dụ này, tôi ví dụ cho em này. Vâng. Ví dụ năm 2020 là cái 411 của em á nó là 100 triệu. Rồi ạ. Được không? Rồi. Rồi. Thì năm 2020 của em á là cái kết quả kinh doanh của em là doanh thu chi phí Là lợi lợi nhuận nhuận thuế và lợi nhuận sau sau thuế. Vâng. Rồi bây giờ tôi làm ở đây, em làm ở đây vừa gõ như thế này cho hiểu hơn được không? Vâng. Rồi phân tích như vậy cho em dễ hiểu nè. Rồi bây giờ kết quả kinh doanh của năm, đây là năm đầu tiên được chưa? Rồi ạ. Rồi doanh thu là 300 triệu. Rồi chi phí là bao nhiêu? Kết quả kinh doanh doanh thu 300, chi phí 200. Chia ra lợi nhuận bao nhiêu? 100. Đóng thuế bao Thuế nhiêu? 20. Lợi nhuận sau thuế bao nhiêu? 80 ạ. Thôi, như vậy là quá ok, quá quá út. Đây lợi nhuận 230 đi. Vâng. Để cho nó ok hơn Cho nó ít cho hơn. Nó đúng vô phù hợp. Vâng. Chứ bây giờ bỏ 100 nhiều quá. 80 quá nhiều. Rồi đây lợi nhuận sau thuế 59 triệu nè. Thì bây giờ thì em sẽ tính ROE. ROE nó sẽ bằng lợi nhuận sau thuế chia cho vốn ban đầu thì đúng hơn. Vâng, vốn ban cái đầu. Lợi nhuận sau thuế của mình là nhiêu đây? Vốn ban đầu là nhiêu? 100. 100 thì nó bằng 0.56 bằng 56%. Để em hiểu cái này là gì? Cái Em này nói ý nghĩa coi. Cái ý nghĩa của nó là ví dụ như là mình bỏ một đồng, mình bỏ 100 đồng ấy.
tiền vốn ban đầu thì mình sẽ thu được về lợi nhuận 56 đồng. Đúng rồi. Mình bỏ 1 đồng. Tức là mình bỏ 1 đồng vốn thì mình được 0,56 đồng. Cuối cùng. Vâng, đồng. Tức là đồng lợi nhuận, hiểu đồng không? Vâng, đồng nhận tiền về, tức là gọi là tiền tiêu thóc thật nhận về. Đúng rồi. Tiền tiêu thóc thật thì không, chưa chắc tiền tiêu thóc thật. À vâng vâng, không nhầm chưa được đồng thôi, phải căn cứ vào tiền chuyển tiền tệ đã. Đây gọi là khả năng sinh lời. Vâng, khả năng sinh lời ạ. Khả năng sinh lời nếu mà em để ở ngân hàng thì mấy phần trăm? 5-6%. Cái này là kinh doanh. Còn cái này là ngân hàng là mấy phần trăm? 6%. Mà công ty nào 5-mấy% thì công ty quá tuyệt vời luôn. Rồi hiểu không? Rồi ạ. Vậy nếu mà ROE nè, là nó công thức đúng á, là bằng lợi nhuận sau thuế chia cho vốn ban đầu. Rồi ạ. Còn nếu mà mình áp dụng công thức máy móc á, là nó bằng lợi nhuận sau thuế chia cho gì? Vốn chủ bình quân. Vốn chủ bình quân. Vốn chủ bình quân là như thế nào thầy? Thì vốn chủ bình quân tức là lấy đầu năm cộng cuối năm chia mấy? Chia 2 ạ. À. Bây giờ đây là công ty đầu tiên đi. Thì có phải là nó bằng 100 cộng cho bao nhiêu nữa? Cộng 56 chia mấy? Chia 2. À thì đâu? Thì ý mình áp dụng đúng công thức là như vậy đó. À, nếu mà đúng như vậy thì sẽ phải là vốn chủ bình quân, thì nếu mà như thế, nếu mà theo cái công thức mà thầy vừa nói là ROE sẽ bằng lợi nhuận sau thuế chia cho vốn chủ sở hữu bình quân, thì nó sẽ phải bằng là 56 chia cho 100 cộng với 56. 100 cộng 56 chia 2. Tức là vốn chủ bình quân của nó là 78. Ồ, tại sao lại thế ạ? Sao vốn chủ bình quân lại có 78? Thì đó là áp dụng, nếu mà áp dụng công thức là lợi nhuận sau thuế chia cho vốn chủ sở hữu bình quân, mà vốn chủ sở hữu bình quân nó bằng vốn, nó bằng đầu năm cộng cuối năm chia 2. Nhưng mà nếu mà như thế cuối năm thì vốn chủ sở hữu nó phải tăng lên chứ thầy. Cái này cuối năm, đầu năm bằng 0. Mình áp dụng đúng công thức, đừng cái nếu vậy đây. Áp dụng đúng công thức, đừng cái nếu. À, đầu năm. Bây giờ có phải cuối năm là vậy không? Đúng không? Em hiểu rồi. Em lại tưởng là cái vốn chủ sở hữu kia thì mình lại là ban đầu mình có 100. Vốn chủ là nó bằng cái mã đây nè. Vốn chủ là cái này. Rồi. Vốn chủ là cái mã đây. Đây, cái mã 400 được chưa? Rồi ạ. Nhưng mà công thức này là công thức gọi là công thức mà áp dụng bình quân nè, là công thức đây là công thức làm biến. Là khi mình làm nó không có chính xác, người ta cứ lấy đầu năm cộng cuối năm chia 2 nữa không có đúng, đúng không? Vâng. Tại vì em dùng kỹ đi. Tôi bỏ ra 100 tôi mới làm được 56 triệu mà tự nhiên cái này ông chia 2, ông cộng thêm cái lãi nữa là nó không có đúng. Tại tôi bỏ ra ban đầu có 100 thôi. Tôi mới làm ra 56 triệu. Tiền ông cộng bình quân chia 2 là ông cộng chính cái phần lãi tôi là không đúng. Đúng. Cái phần này là sau 1 năm tôi bỏ 100 tôi mới được 56, chứ tôi đâu bỏ 56 ngay từ đầu đâu mà lấy gì mà cộng thêm vô, tại vì 56 này nó đâu sinh ra lãi đâu, hiểu không? Nhưng mà vâng em hiểu rồi, nhưng mà nếu mà như thế này trong cái trường hợp mà tính của các cái công ty mà đã lâu năm đấy thầy, vì thông thường thì lâu năm thì trên cái sở vốn chủ sở hữu thì nó đã thay đổi rồi đúng không ạ? Mỗi một năm nó sẽ thay đổi cái vốn chủ sở hữu đấy. Đúng rồi, công thức này nếu mà làm bình quân là công thức không đúng, công thức không chuẩn, được chưa? Vâng. Còn nếu mà làm chuẩn là cứ lấy vốn ban đầu. Rồi hiểu không? Vâng. Nhưng mà bắt đầu nhưng mà nếu mà bắt đầu tăng vốn này, giờ lên đây, tăng vốn này. Rồi. Vâng. Bây giờ qua 2000 mình đứng ở vai trò năm 2021, bây giờ mới suy luận đây. Vâng. Bây giờ nếu mà anh mà làm kinh doanh á mà các bạn tính ra khả năng sinh lời ROE nè, nó phải lớn hơn 2 lần lãi suất tiền gửi ngân hàng là ok. Tức là nó phải là 12% một năm đúng không? À. Còn nó cao hơn thì quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời rồi. Tăng cao nó nhỏ hơn 10% thì mình cũng không có thích, được chưa? Rồi. Thì vậy là muốn đầu tư cho một công ty thì cái khả năng sinh lời ROE là nó phải duy trì
với một cái tỷ lệ mong muốn của mình là bao nhiêu, 20% trở lên là mình mới đầu tư những công ty đó, không thôi nó là tùy mình, được chưa? Rồi. Bây giờ em đầu tư một công ty mà khả năng sinh lời của nó có 5% thôi, vậy mà cũng cố gắng mua cổ phiếu đó, hiểu không? Hiểu hiểu ạ. ROE đó chính là khả năng sinh lời, thì em so sánh với lại lãi suất tiền gửi ngân hàng, đó là một cái tư duy để mà mình chọn cổ phiếu, mình chọn cái công ty trước khi đầu tư, được không? Vâng, rồi. Nếu mà cái khả năng sinh lời của nó mà nó lớn hơn, mình chỉ cần lớn hơn 2 lần lãi suất tiền gửi ngân hàng là mình đã chọn công ty đó vào danh mục đầu Đầu tư rồi. nghiên cứu, được chưa? Đó, để nghiên cứu rồi. Vâng ạ. Rồi bây giờ tiếp tục nè. Bây giờ là cái ông sếp của mình á, ông mới nói rằng là bây giờ sang năm của mình là muốn lợi nhuận sau thuế của mình là 100 triệu thì mình sẽ cần vốn đây là bao nhiêu, là mình áp dụng công thức ROE thôi. ROE là nó bằng lợi nhuận sau thuế chia cho vốn ban đầu, đúng không? Vâng. Như vậy nếu tôi bỏ 100 triệu để tôi đạt được cái ROE 56% thì vốn ban đầu của tôi là, tôi muốn lợi nhuận sau thuế của tôi 56 triệu để ROE 56% thì vốn ban đầu của tôi là 100 triệu, đúng không? Vâng. Vậy bây giờ mình áp dụng công thức này. Bây giờ muốn sang năm là cái lợi nhuận sau thuế 100 triệu mà giữ được cái ROE 56% thì sẽ cần vốn bao nhiêu? Thì Bằng 100 chia nó sẽ bằng, 0.65. đúng rồi, tôi suy ra là vốn cần cho năm 2021 là bằng 100 chia mấy? 0.65 ạ. Chia cho Chia 56%. 0,56. Vâng. Đó, đã bằng bao nhiêu? Là 178 triệu. 178 triệu, đúng không? Vâng. Như hiểu không? Hiểu hiểu, tất nhiên là hiểu ạ. Như vậy là năm nay á là mình đã có 56 chưa? Năm nay mình đã có 56 rồi. Tức là vốn được nhiêu rồi? Một Mình thiếu bao nhiêu? thiếu là 178 trừ 156. Đúng rồi, thiếu hai mấy triệu, đúng không? Vâng. Như vậy phải làm sao? Khúc này phải làm sao? Phải một là thêm tăng vốn đầu tư, hai là lại Sao đi vay. tầm bài cô đây À, là cô đây đúng. là có vốn luôn chứ, chứ đi vay Có gì đây, vốn thôi, không đi vay gì ở đây ạ. Đây là vốn. Cái này mình đang tính cái chỉ. vốn mà mình đang tính cái vốn chủ của mình á, À vâng. Thì cái này là mình phải tự góp thêm vốn nữa ạ. đúng rồi, cô đây là góp thêm vốn, được chưa? Vâng. Nhưng mà cổ đông á có hiểu cái vấn đề này hay không? Không. Cổ đông kêu ông làm ra có lãi, ông không chi lãi Ông lại mà đòi ông thêm còn vốn. đòi thêm vốn nữa, mới nói ra cho người ta, hiểu chưa? Vâng. Thì bây giờ quay lại chỗ này, bây giờ tôi chỉ cần tăng, em đợi tôi một tí nha. Dạ. Alo, alo, sao em có gì không? Đây, alo, alo Vâng, em nghe luôn. đây. Vâng, Thì bây giờ mình chỉ cần tăng 20% thôi. vâng. Ví dụ vậy, mình tăng 20% thì mình lấy con số này, mình cộng thêm cái này và nhân cho 20%. Đó, là nó ra sống sang năm của tôi mà tôi muốn cái lợi nhuận nó tăng 20% là 67 nè. Xong lại chia ngược lại. Thì nó sẽ cần vốn bao nhiêu? Thì khúc này Chia ngược lại. mình sẽ bằng Bằng 67. 67 Bằng cái này, bằng F. F19. Vâng. 67 200 kia thì nó cần có 120 triệu thôi, được chưa? 120 triệu mà ở đây mình đã đang có 156 thì mình không cần nữa. Thì đúng rồi, thì cái khúc đây là Không cần thiết như phải vậy tăng. dư phải làm sao? Dư ạ? Thì chia Đúng tiện, chia cổ tức. rồi, đúng rồi đó, em hiểu bài toán đúng rồi. Tức là tôi chỉ cần 120 triệu thì tôi đã làm ra được cái lợi nhuận này rồi, thì tôi không cần để vốn dư làm gì, hiểu không? Vâng. Nên nhiều người cái khúc này nè, bởi vì cái khúc này mà quyết định chia cổ tức bao nhiêu phần trăm là nó tính cái bài toán này nè, À. hiểu không? Rồi ạ. Nên khúc này là người ta sẽ lấy là 5 156 nè,
trừ bao nhiêu? Trừ đi 120. Vâng. Đây, còn cái này mới là chia cổ. Chia cổ tức. Vâng. Đó, rồi hiểu vấn đề chưa? Rồi ạ. Đó. Đó, ROE nó là như vậy em. Rồi hiểu chưa? Rồi rồi ạ, ROE em hiểu. Tức là chia cho vốn ban đầu chứ không phải là công thức. Em thấy công thức mà trên mạng rồi nó hay chỉ là chia cho vốn chủ sở hữu bên bình quân. Đó, cái công thức đó là nó không có đúng, nó không có đúng đúng ý nghĩa. Nhưng mà thường thường người ta làm để cho nó thuận lợi á, người ta hay hay chia như vậy, hiểu chưa? Nhưng mà thầy ơi, ví dụ nhá, các cái công ty ban đầu mới mở thì mình có thể biết được vốn ban đầu ấy là 100 này này. Thế nhưng mà ví dụ như các công ty lâu năm mấy chục năm rồi ạ, thì trên bản cân đối có thể là kiểu ý là mình chỉ xem được những cái gần những cái năm hiện thời ấy, ví dụ như Vinamilk của thầy chẳng hạn nhá. Là thầy chỉ xem được trong vòng 5 hoặc 6 năm. Đó, thì chị thầy chỉ nhìn số liệu được cái vốn chủ sở hữu ban đầu của nó trên cái 5 6 năm của cái báo cáo đấy thôi. Báo cáo trong 5 6 năm đấy thôi, thì khi đó khi mà thầy tính ấy thì thầy sẽ lấy trung bình bình quân, hay là thầy vì lúc đấy thì mình chỉ có số bình quân thôi mà, của các năm đầu năm và cuối năm thôi. Thì đó, lúc em đó vẫn tính được mỗi lần nó tăng vốn là em vẫn biết được. Ăn thua em thôi. Ví dụ nè. Giờ. Vâng. Đây ví dụ như Vinamilk là năm 2019 của nó. Vâng. Thì cái vốn ban đầu của nó chính là 29.000 tỷ nè em. Đúng. Đó. Vâng. Rồi bây giờ em muốn xem coi nó có tăng hay không thì em dòm đây nè, 29.000 tỷ nè. Là trong đó là từ 17.000 tỷ mà nó tăng lên 20.000 tỷ nè, thì em cộng thêm 3.000 tỷ nữa. Đúng. Tức là nó tăng thêm vốn đó, gọi là cái khúc đó là cái khúc đó là khi mà em chia cho vốn ban đầu á, để em chia cho cái hiệu quả của 2020 nè. Vâng. Thì em lấy 29.000 tỷ em cộng thêm từ 17.000 lên 20.000 này, cộng thêm 3.000 nữa nè. Ừ. Là khúc đó là em chia cho 32.000. À. Hiểu không? Rồi. Tức là năm 2020 thì vốn ban đầu của nó là cái số này đúng chưa? Rồi. Cộng em thêm hiểu. Cái phần tăng vốn của nó nè, thấy không? Vâng. Đó. Tức là mình sẽ không lấy cái số cuối cùng là 33.000 này. Mình sẽ không lấy, ví dụ như ở trong cái này mình sẽ không lấy là cái số bình quân là không lấy 29 không lấy 29 cộng 33 chia 2. Vâng. Mà mình sẽ lấy cái số của năm năm trước cộng với cái số tăng trong năm thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tức là mình tính ROE của năm 2020 thì mình lấy vốn chủ của năm 2019 và cộng với số tăng trong năm 2020. Cộng số tăng 2020 được không? Rồi. Nhưng mà phải tiếp tục nữa nè. Dạ. Nếu mà tính chuẩn chỉ á. Vâng. Là em phải tính nó tăng theo ngày nữa. Ồ. Ví dụ bây giờ 17.000 nó tăng 20.000 tỷ nó tăng vào lúc 31 tháng 12. Thì nó đâu cái vốn đó nó đâu mới tạo ra lợi nhuận. Vâng, không có ý nghĩa. Đúng không? Nên là người ta tính theo ngày đó, người ta phức tạp lắm. À. Nên người ta cứ lấy 29 cộng 33 chia đôi. Hiểu chưa? Còn tính như em là rất là phức tạp, hiểu không? Vâng. Ý là mình đang nói để cho hiểu bản chất nó như vậy đó. Vâng. Chứ không có đâu. Em hiểu rồi. Ông máy móc là cứ lấy đầu năm cộng cuối năm chia 2. Vâng. Cái đó là làm để cho nó thuận. Nó thuận mà nó đơn giản chứ không phải tính kia. Còn nếu mà về mặt đúng bản chất của nó thì sẽ phải là vốn chủ sở hữu ban đầu. Và vốn ban đầu thì ban đầu nó đã bị biến đổi qua các năm kinh doanh, thì mình sẽ lấy cái năm như thầy vừa giảng cho em là cộng với cái phần mà nó phát sinh. Nhưng mà phát sinh thì lại phải thời điểm nó phát sinh, sử dụng cái nguồn phát sinh đấy là thời điểm nào. Đúng thì rồi. Mình lại phải tính tỷ lệ ra. Đúng xong rồi. Rồi mình phải cộng với cái số đúng tỷ lệ đấy đúng mới rồi. Là cái con số chuẩn. Đúng rồi. Chính xác, em nói đúng rồi đó. Hiểu ý rồi đó. Tôi muốn cho em hiểu cái bản chất nó như vậy để sau này em có thể em giải thích khi mà mấy cái người ta áp dụng vốn bình quân ban đầu, là em cũng hiểu là để cho nó thuận tiện, hiểu chưa? Vâng. Làm đúng nó phải là như vậy. Ok. Vâng. Rồi ROE thôi, khỏi tính ROE. ROE không giải quyết được gì. Không ROE, giải quyết gì. ROE nó chính là lợi nhuận sau thuế chia cho tổng tài sản vậy thôi. Vâng. Để tôi tí nha. Alo. Vâng. Alo. Camera. Tới chưa? Để tôi tí nha. Vâng ạ.
setting privacy camera on. On. Yes, laptop. Alo. Vâng ạ, em nghe đây. Ừ. Thì cái ROE là cái đó là cái quan trọng nhất. Còn cái ROA nó là lợi nhuận chia cho tổng tài sản. Vâng. Thì nó cũng không giải quyết được cái gì hết. Vâng. Mình chủ yếu là mình so sánh cái vốn của mình với lại cái lợi nhuận. Vâng. Cái đó gọi là khả năng sinh lời. Rồi. Nó có một cái chỉ số là lãi suất ngân hàng để mình so sánh. Vâng. Hiểu không? Còn cái ROA, ROA là lợi nhuận chia cho tổng tài sản. Vâng. Là nó không có giải quyết được cái gì. Vâng. Nên đôi lúc nhiều cái chỉ số rồi em kêu nó nhiều quá học nó rối lắm. Mình vâng. chỉ cần đọc. Mình chỉ cần biết những cái gì trọng yếu thôi, hiểu chưa? Rồi rồi ạ, rồi ạ, em hiểu rồi. Không đọc cái kia nó cứ như là bị hỏa mù ấy chị ạ, thầy ạ. ROA đúng không? Vâng, vâng. Thì tôi cũng có Vinamilk cũng có ghi trên đây là nhưng mà cũng không giải quyết được bài toán. Chủ vâng. ROE là cái quan trọng nhất. Vâng. Trên bảng cân đối kế toán thì tỷ lệ nợ trên vốn chủ cũng là quan trọng nhất và tài sản ngắn hạn lớn hơn nợ ngắn hạn. Được không? Vâng ạ. Với lại cái tỷ lệ mà chiếm dụng vốn trên bị chiếm dụng vốn. Tức là cái tỷ lệ chiếm dụng vốn trên bị chiếm dụng vốn tức là khoản phải thu vâng. chia cho nợ phải trả. Mà cái đó mà lớn hơn 1 là ok. Là tức vâng, là vâng. Lớn hơn 1 là không ok. Không ok. Tức là khoản phải thu mà chia cho nợ phải trả mà lớn hơn 1 là không ok. Vì cái khúc đó là em bị chiếm dụng vốn nhiều. Hiểu không? Vâng. Chứ gọi nữa. Khoản phải thu. Khoản phải thu. Vâng. Mà chia cho nợ phải trả. Mà nó lớn hơn 1 có phải là em bị chiếm dụng vốn nhiều không? Đúng ạ. Đó nên cái này là không tốt. Đó vậy đó. Được chưa? Khoản phải thu chia cho nợ phải trả. Tức là 1-3-1 á. Vâng, nhưng mà cái chiếm dụng vốn này thì hôm qua thầy có dạy em là thầy có nói với em về cái khoản phải phải trả chứ không kể lãi vay. Thì không kể lãi vay, khoản phải trả không kể lãi vay. Chia cho nợ phải thu lớn hơn 1 thì không, là tốt. Cái tử số hay cái mẫu số cái nào cũng được, em đặt ăn thua em đặt tử số hay mẫu số thôi. Vâng. Em máy móc quá rồi đó. Ví dụ mà em để tử số là nợ phải trả. Vâng. Mà mẫu số là khoản phải thu thì nó lớn hơn 1 là tốt. Rồi. Ở trên là bây giờ tôi đang để là khoản phải thu mà. Vâng vâng thì nó là ngược lại thì nó phải nhỏ hơn 1 đúng rồi ạ. Vâng. Máy móc quá. Máy móc vâng, là vâng. Em học máy móc là em thuộc hoài luôn. Em được là, máy móc. Vâng. Nên bởi vậy tôi dạy. Tóm lại là nó liên quan đến cái khoản phải thu và phải trả này thì cứ phải làm sao mà mình thu được nhiều hơn trả thì mình sẽ chiếm dụng được vốn đúng không ạ? Đúng rồi, tức là cái thời hạn, nói chung là cái thời hạn mà em cho người ta nợ á. Vâng. Cho nợ thì ngắn thôi nhưng mà trả thì dài ra thì đúng là rồi. Ok. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Rồi được chưa? Rồi dạ, dạ. Rồi qua mấy bữa sau tôi nói thêm về cái vòng quay khoản phải thu và vòng quay hàng tồn kho cho em. Hai vâng. Cái đó là nói sơ sơ biết thôi chứ
khi phân tích cũng không có giải quyết được nhiều. Vâng, luôn. Vâng ạ. Hay vâng ạ, đó là ví dụ luôn nè, vòng quay cái khoản phải thu á mà lớn là tốt hay xấu? Vòng quay cái khoản phải thu mà lớn, mà vòng lớn quay thì khoản phải thu là xấu ạ. Nó bằng doanh thu thuần chia cho doanh thu thuần chia cho khoản phải thu bình quân, chia cho khoản phải thu bình quân. Này là, này là lớn là tốt hay xấu? Xấu ạ. Tại sao? Bởi vì nhá, doanh thu thuần tức là mình doanh thu nhá, mà mình trên khoản phải thu, tức là khoản phải thu này thì càng khoản phải thu bình quân. Trên khoản phải thu rồi, bình quân, nếu mà như thế này trường hợp quay một vòng khoản phải thu, phải hiểu ý nghĩa đã. Là nó bằng 360 chia cho vòng quay khoản phải thu là lớn là tốt hay nhỏ là tốt. Bây giờ mình đi từ đây thôi nè, mình đi từ dưới mình đi lên đi. Số ngày quay một vòng khoản phải thu bằng 360 chia cho vòng quay khoản phải thu, tức là cái đây là A, cái này là 1, cái này là 2. Thì mình phải đi từ đây. Mình đi từ khoản dưới phải thu mình đi bình lên quân đi. Chứ không, nếu mà như thế mình đi từ dưới này lên cho dễ hiểu nè. Vòng quay cái khoản phải thu mình được hiểu là gì? Tức là số ngày thu hồi nợ trung bình là bao nhiêu ngày đó, vậy đó. Nếu mà như thế thì số ngày phải thu, số ngày càng ngắn thì càng tốt. Đúng rồi. Tức là 360 ngày mình chia cho càng ít. Như vậy ngày cái chỗ càng, này càng... là nó phải lớn. Vâng, tức là số quay, phải lớn quay thì khoản tốt. Thu là lớn thì số này lớn nó mới thì nhỏ. Tốt. Vâng. Như vậy suy ra cái này mà càng ngắn thì càng càng, càng tốt. Ngắn thì càng không tốt. Vâng. Càng ngắn càng tốt chứ. Số ngày quay một vòng, tức là ví dụ như cái đây nó ra 5 ngày, tức là với lại ra 15 ngày, có nghĩa là sao? Tức là 5 ngày đã thu được tiền. 5 ngày đã thu được rồi. Vâng, ngày 15. Vâng. Số vòng quay thì đúng. Nếu mà số ngày quay một vòng mà nó ra 5 là tốt hơn hay là 15 tốt hơn? Số vòng quay một vòng thì 5 ngày tốt hơn chứ ạ? Thì nếu mà 5 ngày tốt hơn thì cái ở dưới đây nó lớn hay nó nhỏ? Nó phải lớn. Vâng. Thế là vậy là vòng quay khoản phải thu là lớn là tốt. Vòng quay khoản phải thu tức là lớn, tức là nó quay nhiều. Rồi 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 ạ, em hiểu. Nó quay nhiều vòng, hiểu không? Nó là vòng quay chứ nó không phải là thời gian. Ở dưới mới là thời gian nè, ở dưới là số ngày nè. Ở dưới là số ngày, thì số ngày này càng nhỏ thì càng tốt, thì số vòng quay càng lớn là càng tốt. Vâng. Tức là nó quay nhiều vòng trong một năm. À rồi, rồi rồi rồi. Ví dụ như là em bán mà doanh thu của em là 1 tỷ. Càng quay nhanh thì sẽ càng càng tốt. Rồi. Ví dụ như để đạt doanh thu 1 tỷ em trong hiểu một rồi. Năm thì em thì phải cho quay. Người ta quay chẳng hạn như là 30 lần bán chẳng bao hạn. Nhiêu lần á, em sẽ vâng, bán vâng. bao nhiêu lần để em có một cái khoản phải thu là trong vòng để được 5 ngày này. Thì bây giờ cái chỗ đây thì sẽ bằng suy ra nè, suy ra là số vòng quay là bây giờ nó sẽ bằng, để mà ra được 5 ngày á thì nó bằng bao nhiêu? Nó bằng làm sao? Nó bằng 360 chia cho 5, đúng không? Vâng. Để ra là vòng là 72. Như vậy là số vòng quay khoảng phải thu nè là nó phải ra là 72. 72 vòng, hiểu không? Vâng. Thì từ đây đó mình mới suy ra là khoản phải thu bình quân của một vòng á mà cho người ta nợ á thì là lấy bao doanh nhiêu? Thu chia cho 72, lấy 1 tỷ chia cho 72. Đúng rồi, lấy 1 tỷ chia 72. Đó. Tức là 72 vòng một, tức là 5 ngày em sẽ em thu được rồi. Bao nhiêu đây tiền? Rồi rồi ạ. Hiểu không? Rồi rồi ạ. Cái này là để mình tính ra là mình sẽ mình cái này chính là để bài toán để mình tính ra là số ngày mình cho nợ khách hàng là bao nhiêu đây, đúng không thầy? Đúng rồi, đúng rồi đó. Tức là em bây giờ dòm trên đây nè, dòm kỹ nè. Vâng. Để mà ví dụ doanh thu của em 1 tỷ trong một năm. Vâng. Thì để mà có 1 tỷ đây nè,
là em Đúng rồi. phải bán thiếu cho người ta 72 lần trong một năm, Vâng. mà mỗi lần thiếu là có 13 triệu thôi, Ừ. mà một lần thu tiền á của 13 triệu này là nó mất 5 ngày Mất 5 ngày. vậy thôi, Rồi. Rồi, rồi, rồi. rồi hiểu không? Rồi, rồi Tức là em hiểu. em tính cái này ra, em tính theo từng năm á, em thấy là hiện tại là nếu nó có xu hướng như thế nào thì em đánh giá là công ty này Rồi. nó đang có vấn đề về cái vấn đề thu hồi công nợ chẳng hạn, hiểu chưa? Vâng, Nhưng mà cái này em cũng không hiểu. có giải quyết được cái gì á, nói chung tính để cho em biết vậy thôi, chứ còn khi mà tôi áp dụng tôi phân tích á, tôi cũng không có À, sử dụng vâng. cái chỉ số Không, này. cái này nó sẽ giúp em dễ tính cho từng khách hàng thầy ạ. Để công nợ khách hàng được bao nhiêu lâu. Tại vì khách hàng không nợ bao bao nhiêu lâu rồi, lúc đó em có hợp đồng tra nó rồi, em có thì hợp đồng theo cái từng này khách là để hàng, tính, để tính để làm hợp đồng thế ạ. tính là hợp đồng. Cái này tôi cũng không có giải quyết được, tôi nói thiệt. Tại vì khi mà em làm từng hợp đồng là cái vấn đề mà cho người ta nợ bao nhiêu ngày là vấn đề deal rồi, vấn Vâng đề ạ. deal deal ví dụ anh này thích cho 30, anh này ghét quá là cho 50, thì tùy theo. Cái này là đây nè, nó chính là cái này đó, hiểu chưa? Vâng, Em cho rồi rồi. 30 có nghĩa là trong vòng 30 ngày là thu được tiền. Vâng, em hiểu Nên rồi. cái này nó tôi thấy cũng không có giải quyết được cái gì, nên tôi nói để cho em biết như vậy thôi. Vâng. Còn khi mà từng khách Vâng ạ. hàng là em nợ khó đòi, sao lại em có bảng tổng hợp công nợ, phải đu cái đó là quản trị công nợ rồi. Hôm Rồi nay ạ. tính là để tính cho biết vui vui với thôi, chứ tôi cũng không có thấy áp dụng Cái này gì. nó là để biết thôi, chứ còn thực tế Đúng nó rồi, sẽ không 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 dùng thưa thầy ạ. đúng rồi. Tại vì Vâng. khi mà em quản trị công nợ thì em đã có từng cái hợp đồng, cái số ngày em theo dõi cha rồi, nợ quá Vâng. hạn hay như thế nào, em đó là em thu hồi công nợ rồi. Vâng. Rồi được không? Vâng, được rồi ạ. Thôi nghỉ nha. Vâng, hôm nay nghỉ thế ạ. Ừ, Em rồi cảm đó. ơn thầy. Vâng Rồi ạ, đó. cảm ơn thầy ạ. Hôm nay học nhiều không? Nhiều Nhiều, hôm nay có nhiều đúng ạ. không? Dạ vâng. Mỗi ngày một ít vậy thôi. Vâng Mà học ạ. những cái chỉ số trọng yếu vậy thôi. Còn cái gì, Vâng. chỉ số nhiều chỉ số, nói chung là ROE là một chỉ số rất là quan trọng. Vâng. Rồi, được không? Vâng ạ, vâng. Rồi, Không cần gì bye nhỉ. Vâng ạ, cảm ơn thầy ạ. bye. Em chào thầy. Ừ. Rồi.